Hello các chị nha, cả nhà vào đi để em lên lên muộn một chút nha, chưa rồi hình như cái này nó bị đằng sau đây rồi. Em chào chị Khơi Hương nha, em chào tất cả các chị nha, lên muộn một chút nhá, các cả nhà vào chia sẻ bài của em mới lạnh rồi mặc được phao này rồi các chị ơi. Cả nhà vào cho em xin mỗi người một chia sẻ với ạ. Hello, em chào anh Đặng nha, chào chị Quyền Trương ạ, chào Hương nhá. Hương ơi ngủ muộn thế. Hương ơi, ngủ muộn thế Hương ơi. Hello. Em chào chị Phú nha. Ấm lắm đấy chị Oanh ạ, à, ấm lắm. Cái phao này nó nhẹ nhưng mà cực kỳ ấm luôn chị ạ, à, ấm lắm đấy. Mà nó không có phao dáng ngắn nào xốp. Đây, áo em đang mặc là dáng ngắn đây chị ơi. Áo em đang mặc là dáng ngắn nha. Cái này có cả rêu cả đen. Cho các chị đến 65 cân luôn. Các tình yêu ạ, à, đến 65 cân mặc đẹp luôn nha. Các chị vào chia sẻ của em với. Đợi mãi à, dáng ngắn chỉ có kiểu này thôi chị ơi, dáng ngắn chỉ có kiểu em đang mặc thôi ạ. Em chào Hồ Phượng nha, chào tất cả các chị yêu, toàn khách VIP nhà em thôi, toàn khách quen nhà em thôi ạ. Chào chị Huyền Phương ơi, chị tưởng đang like mà anh nhảy sang đây rồi à, tưởng đang like. Các chị ơi vào chia sẻ bài hộ em với để em bán phao lông vũ đi. Chào Hương nhá. Hello hello cả nhà, chị ơi em đặt hai cái kim ra cho em, chị gửi cho em. Em ơi có bạn nào gọi điện chốt hàng cho em chưa? Em chào An Hạnh nha, chào chị Hạnh nha. Nếu mà có bạn nào gọi điện chốt hàng thì là có đơn rồi em nhé. Chị chỉ sợ là chưa bạn nào gọi chốt hàng thì chưa chốt được đơn thôi. Chị Thảo, chào Thảo Nguyễn nha. Chào tất cả các chị nha, em bán áo phao đây. Áo em đang mặc là màu rêu, có rêu, cam và đen nha. Em lấy đủ các màu cho các chị xem nhé. Rêu, cam và đen. Không có xạ size nhỏ đâu, hôm nay chị dành bán phao lông vũ đây này, bán phao lông vũ chất cực thích luôn, trần trong trần ngoài nhé cả nhà nhá, trần trong trần ngoài ba đẹp luôn, nhưng cái này chỉ dành cho các chị em mình trở lên thôi, 40 tuổi trở lên nha các chị ạ. Đây này, ôi mặc cái này nhẹ tênh luôn, nói bé hơn à Phương Còi, à Phương chị nói bé à, nói bé lắm à em, trời ơi. Đây này, áo này có 3 màu nhá anh Đặng nhá. Dạ chưa nữa chị, em đặt 3 bữa rồi. Cẩm Nhân ơi, cho chị xin lại số lại cho điện thoại đi. Phương ơi, ở đấy không? Cái gì nhỉ? Em cho chị xin lại số điện thoại nhá, để chị mai chốt hàng lại cho em nhá. Nếu mà chưa có ai gọi là chưa có đơn đâu em ơi. Chưa có ai gọi là chưa có đơn luôn đấy. Phải có bạn nào gọi điện chốt thôi, người thì mới có nhá. Đây này, có 3 màu. 3 màu cực kỳ dễ mặc luôn. Dáng ngắn đây tình yêu, dáng em đang mặc là dáng ngắn đấy chứ, dáng em đang mặc là dáng ngắn đấy chị yêu ơi, không phải là dáng dài đâu nhá. Áo phao mặc trên người có màu đen, có màu đen chị Hạnh ơi. Ok em nhá, mai chị sẽ bảo các bạn gọi lại cho em nhá. Cẩm Nhân Lâm này, mai chị bảo các bạn ấy gọi lại cho em nhá. Chào Hoa nhá, chị chào Hoa nhá. Đây này dáng ngắn đây này các tình yêu ơi, dáng ngắn nhá, màu đen đây lót trong lót ngoài. Linh Thùy ơi, đổi sang L được không? Là đổi cái gì em? Đổi cái gì sang L nhở? Em ơi em đổi cái gì sang L? 380k hàng này nhá. 380k. Áo trên người có màu vàng, không có màu vàng đâu. 380k nhá các chị ơi. Nhưng mà cái này á phải từ 50 cân trở lên cơ. 380k có 3 màu luôn. Ok, mai chị bảo các bạn gọi lại cho em nhá. Có thể là hôm trước gọi cho em nhưng em không nghe máy là bên chị hủy đơn luôn. Gọi một lần hai lần không nghe máy là chị tự động hủy đơn luôn chứ không giữ đơn được đâu em yêu ạ. Màu cam đất này các chị này, màu cam đất này, màu đen và màu rêu nhá. Ba màu em có size cho các chị đến tận 65 cân luôn ấy. Cái này có size cho các chị đến tận 65 cân luôn nhá. Đây, ai chốt màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em thôi. Màu này cân nặng cộng số điện thoại em tư vấn cho xem là các chị có vừa không nhá. 380k một cái áo em đang mặc. Các tình yêu ạ, chỉ có 380k thôi. Ai lấy màu nào thì chốt hộ em nhá. Áo dạ em đặt lần trước nhận được rồi nhưng rộng quá. Giờ làm sao? À, em ơi. Rộng quá thì cho chị xin gửi lại cho chị đổi nhá.
Áo đẹp lắm nhưng mà tại em thấp với lại tại em bé quá chị ơi, không phải tại ấy ấy đâu chị Phú ạ, tại em bé quá cân nặng của em không mặc vừa cái này. Cái này của em phải mặc từ 50 cân trở lên nhá. Chị Hạnh ơi, chị lấy màu đen chị bao nhiêu cân? 55 cân à? 55 cân màu đen. Trời ơi chị ơi, 55 cân em lại hết mất màu đen rồi. 55 cân size 1X em hết màu đen rồi tình yêu ơi. Chị ơi, 55 cân em hết màu đen rồi, em chỉ còn đỏ rêu với cam thôi, chị chốt lại giúp em nhá. Em chào chị Phạm Bảy nhá. Chị Hạnh ơi, em hết đen màu màu 55 cân rồi, 55 cân em chỉ còn size cho các chị từ 76 cân không vừa đến 65 cân thôi. 76 cân không vừa ạ. 55 cân thì chỉ còn màu cam với màu rêu chị nhá. Màu à quên, màu rêu với màu cam đất thôi, màu đen là em chỉ còn size từ bao nhiêu nhỉ? 58 cân trở lên thôi. Màu đen kiểu khác á? Màu đen kiểu khác chị có thích dáng dài không? Em chỉ còn màu đen dáng dài thôi chứ còn không còn màu đen dáng ngắn đâu chị yêu ạ. À, đây này các chị nhìn thấy hạ đường trần của nó chưa? Trần trong trần ngoài bao đẹp luôn nha. Trần trong trần ngoài bao đẹp luôn. Màu cam đất này, màu rêu và màu đen. Riêng màu cam đất này em chỉ còn một cái này, size bé còn một cái này. Màu đen thì chỉ có size cho các chị từ 58 cân trở lên thôi nhá. Em inbox cho chị đi, em inbox cho chị đi nha. Chị ơi chị thích màu đen à hay chị mặc màu rêu đi? Chị mặc màu rêu Linh Thùy inbox cho chị hoặc là lên tường của chị ấy. Thế à, 55 cân mặc 2XL màu đen à? Để thử em thử luôn nhá, em thử luôn nhá. 55 cân có được mặc được 2XL màu đen không nhá? Hạnh ơi, đợi em chút nhá. Chị tươi bao nhiêu cân? Chị tươi bao nhiêu cân? Giá 380k, dáng dài 55 cân có nhá em ơi, có. Chị Hằng màu rêu đẹp kìa, đúng rồi, chị Hằng ơi màu rêu đẹp mà, 55 cân mặc được màu đen X2X à. Đây màu đen đây các tình yêu ơi. 70 kg á, 70 kg không vừa đâu chị yêu ơi. 70 cân không vừa đâu, cái này em chỉ còn size đến 65 cân thôi nhá. Còn size đến 65 cân thôi các chị ơi. Không có dài đến 75 cân đâu, đen rêu và cam nha. Em hơi bé nên là mặc cái này hơi rộng các chị ạ. Em bé nên mặc cái này hơi rộng, có size to hơn á, có size to hơn cho các chị nhá. Ít nhất là phải tầm 50 cân trở lên, 50 cân trở lên mới mặc được các chị ạ. 50 cân đến 65 cân. Vào các chất bao này riêng hàng Long Vũ Quảng Châu này các chị không phải lo về chất luôn nha. Bao đẹp luôn. Phương ơi áo dạ tớ nhận được rồi, rộng quá và dài ngang gối, tớ gửi lại hôm nào đổi cho tớ cái khác. Ok, Hương ơi rộng quá à. Ok nhá, gửi lại cho tớ đi. Áo em vẫn có tầm 67 cân không? 67 cân chị cao mét bao nhiêu chị yêu ơi? 67 cân chị cao mét bao nhiêu ạ? 67 cân em đến size 65 cân, nếu mà 67 cân người gọn mà cao thì mặc vừa chị nhá. Áo em mặc cái này, nếu mà người gọn mà cao thì mặc vừa. Cái dáng ngắn không chị nặng 60 cân. Đây dáng ngắn đây. Em bỏ xỉ nhá, em bỏ xỉ nhá. Siêu ấm luôn đây này. Dáng ngắn đây nhá các chị ơi. Dáng ngắn nhá, đây là dáng ngắn. Có dáng trẻ như 1986 mà không bạn, không có đâu bạn ơi. Cái này dáng trung tuổi một chút nhá. Màu đen trên người vừa 055. Đây màu đen em chốt cho chị màu đen này nhá. Người chị cao mét bao nhiêu chị Hạnh? Chị cao mét bao nhiêu ạ? Em cảm ơn chị Thảo Nguyên nhá. 62 cân 1m6 mặc được, mặc được chị ơi, 62 cân 1m6. Chị mặc 3x cho em nhá, mặc 3x nhá. Cao 1m50 không vừa đâu Phạm Bảy ạ. Cao 1m50 67 cân không vừa đâu ạ. Hương Bùi Hương ơi 62 cân chị mặc 3x cho em nhá. 62 cân cao 1m6 phải mặc 3x đây các chị ạ. Đây. Cái size này của em đây ạ. Nếu mà chị cao 1m55 nặng 55 cân mặc vừa 2x này luôn nhá chị nhá. Mặc được 2x này luôn ạ. Nếu mà chị lấy thì em chốt cho chị này. Nếu lấy thì ok em chốt cho chị nhá. Hạnh nhá, em chốt cho chị Hạnh cái hạnh chị Hạnh màu đen 2x nhá. Trời ơi sợ còn không phải có màu đen rồi đấy. Ok nha, em chốt cho chị Hạnh này. Có màu đỏ đô không, áo dài thân 51 kg. Không có màu đỏ đô đâu, tình yêu ơi, không có màu đỏ đô đâu ấy. 2XL đây, 2XL đây. Em chốt cho chị Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh này.
Em chốt cho chị Hạnh nha. Để em đọc lại số điện thoại cho các chị Hạnh nhá. Hương ơi, gửi lại tớ đổi cho nhá, Hương nhá. 0905 0905 này. 0905 063 063 này. 0905 063 599 599. Ok này, chốt cho chị Hạnh rồi nhá. Hôm nay không có dạ đâu các tình yêu ơi. Có 3 màu nhá, 56 cân cao 1m50, có vừa xanh rêu nhá chị ơi. 56 cân 1m60 vừa xanh rêu nhá. Chị có lấy Trang Vân à, cái gì nhỉ? Thu Phương có lấy thì em chốt cho này. Chị đặt một áo phao màu đen size 65 cân không thấy gửi cho chị. Trung Trần ơi, có ai gọi điện chốt hàng chưa ạ? 42 cân không vừa đâu ạ. Có ai gọi điện chốt hàng cho chị chưa? Ơi. Mẹ chưa, con đi ngủ đi nhá. Con cứ đi ngủ đi. Trung Trần ơi, có ai gọi điện chốt hàng chưa? Nếu không thì chị đặt lại đây giúp em với. Có thể là các bạn không gọi điện được ấy chị ơi. Thu Phương ơi, chị vừa nhá. Thu Phương 56 cân cao 1m6, mặc vừa màu xanh rêu luôn nhá chị nhá. Xanh rêu cũng đẹp lắm các chị ạ. Em mặc thử màu xanh rêu lên cho các tình yêu nhá. Em có size cho từ 50 cân đến khoảng 65 cân các chị ạ. 50 cân đến 65 cân nhá. Còn ít thôi ạ, còn ít thôi. Chị yêu nào lấy thì cho hộ em nhá. Màu xanh rêu này, em mặc xanh rêu này. À chưa à, thế bây giờ chị cho em xin lại số điện thoại đi, em chốt màu rêu 65 cân cho chị nhá. Cho em xin số lại số điện thoại đi chị yêu ơi. Em chốt màu rêu 65 cân cho chị luôn. Đấy. Chị có lấy thì lấy áo này thì cho em xin lại số điện thoại nhá. Em chốt màu rêu luôn cho chị nhá. Trung Trần vừa này, Thu Phương vừa luôn nhá. Có 3 màu nhá các tình yêu ơi. Rêu đen và cam đất ạ. À. Rêu đen và cam đất, quan trọng là các chị thích màu gì thôi. Rêu đen và cam đất nhá. Chị ơi có dáng phao trẻ hơn không, tầm chị em mình mặc. Trang Vân ơi, cái này thì tầm chị em mình mặc thì hơi già một chút, tầm 40 tuổi trở lên là mặc đẹp luôn. Dáng phao trẻ thì có dáng dài thôi Trang ơi, dáng dài thôi nhá. Chị lấy màu đen ạ, à? Màu đen 3X nha, chị cho em xin số điện thoại đi. Chị yêu ơi, nếu mà 65 cân thì chị lấy màu rêu ấy, màu rêu nó form nó to hơn một chút đấy, chị Trung ạ, à, Trung Trần ạ. À. Màu rêu hoặc màu đen cũng được. Em cho chị màu đen nhá. Chị cao 1m bao nhiêu? Chị 65 cân, chị cao 1m bao nhiêu ạ? À? 65 cân cao 1m bao nhiêu để em lấy chuẩn size cho chị yêu luôn nào. Các chị yên tâm là mặc cái phao này cực kỳ ấm luôn, rất là ấm luôn. Mà nó lại còn nhẹ nữa các chị ạ. Nó vừa là lông vũ vừa siêu nhẹ nhá. Siêu nhẹ mặc thích lắm. Đây là em không mặc vừa nhìn nó không được đẹp thôi. Em mặc rộng các chị ạ, em mặc rộng nhá. Ok, em chốt cho Trung Trần nhá. 3X màu đen. Chị là lấy màu đen đúng không chị? Dáng dài ạ, à? Ok, lát nữa em thử sang dáng dài nhá. Trung Trần đâu nào? Ok, em chốt cho Trung Trần. Trung Trần lấy màu đen 65 cân nhá. Trung Trần này. Em chốt cho Trung Trần. Sáu mươi lăm cân 1m54, ok chị luôn, phải bạc 3X luôn đấy chị ạ. Trung Trần này, không chín ba sáu, không chín ba sáu. Hôm trước chốt sao lại chưa được gọi điện nhỉ chị nhỉ? 0936638638. Mai chị để ý điện thoại giúp em nhá. 30k tiền ship nhá các chị ơi. 70 cân không có ạ. Có màu xanh rêu 53 cân luôn nhá. Lê Thị Hồng nhá, có một cỡ xanh rêu 53 cân. Mặc size 1X cho tớ nhá. Size của nó là 1X, 2X và 3X nha các tình yêu nha. 0936638975 975. Em chốt cho Trung Trần này. Hàng này là 380k nhá tình yêu nha. 380k. Mét chị 65 cân cao 1m54 vừa luôn. Chị Hồng ơi. Chị Hồng ơi, nếu mà chị lấy màu xanh rêu thì lấy 1X cho em nhá. Cái này nó đánh size từ 1X, 2X, 3X các chị ạ. 1X là dành cho 50 đến 55 cân nhá. 1X, chị lấy size 1X là 50-55 cân. 2X thì 380k rẻ lắm các chị ơi. Bình thường các chị mua áo này phải 7-800 luôn ấy. Em thề luôn, bình thường mua áo này phải 7-800 luôn. Màu đen, màu rêu và màu cam nhá. Riêng màu cam này size 1X em chỉ còn một cái thôi. Và màu đen 1X là hết nhá. Màu đen 1X là hết. Màu đen chỉ còn, à 1X chỉ còn màu rêu thôi nhá. Ai lấy màu nào thì chốt hộ em màu cộng số điện thoại nhá. Đây này các chị thấy chưa?
rất là đẹp luôn. Quan trọng là nhìn cái áo này nó rất là chắc chắn luôn, đường may của nó ấy các chị ạ, nó trần trong trần ngoài mà đây này, cái viền may của nó rất là chắc luôn, cả bên trong bên ngoài luôn. Dáng thì nó đơn giản lắm, nhưng mà quan trọng là cái form của nó đẹp, form của nó rất là đẹp luôn đấy. Đúng rồi chị ơi, phao siêu nhẹ lông vũ luôn chị nhá, phao siêu nhẹ đẹp luôn, hàng Quảng Châu nhá, hàng công ty luôn đấy ạ, 380k một cái. Dáng em đang mặc này, cái em đang mặc này là từ 50 cân trở lên đến 65 cân mặc vừa, em bé nên là mặc cái này nó hơi ấy. Mình 50 cân, cao 1m65 thì chỉ mặc 1x thôi, 380k nhá. Các chị ơi để ý giúp em chỉ chốt cho các chị từ 40 tuổi trở lên thôi nhá, 40 tuổi trở lên các chị mặc đẹp luôn, còn ví dụ như hai mấy tuổi đừng có mặc cái này, em sợ về mọi người chê già thôi, chứ thực ra thì nó không già đâu, 40 tuổi trở lên là mặc đẹp nhất đấy. Ai lấy đi chốt luôn hộ em này, đẹp lắm này, trần trong trần ngoài luôn, và phao của nó rất là mềm luôn đấy các chị ạ. Phao lông vũ thì các chị không phải quảng cáo rồi, các chị cũng biết rồi đấy ạ. Phao đây 45kg không vừa đâu nhá, từ 50 cân trở lên cơ Ánh Lộc ạ. Em không có size nhỏ, size của nó bé nhất cũng phải tầm 50 cân, như em đây 45 cân là mặc đang rộng này các chị ạ. Em 45 cân mặc rất là rộng luôn, chị yêu nào mà 50 cân trở lên đến 65 cân là có size luôn nhá. Màu rêu đẹp lắm này các chị này, màu rêu rất là đẹp luôn, 50 cân đến 60 cân thoải mái size luôn. Ai lấy màu nào chỉ cần chốt cho em màu cộng số điện thoại và cân nặng thôi, em tư vấn chuẩn cân cho các chị luôn nhá, chuẩn size luôn nhá. Đây này, cái mũ này các chị có thể tháo rời được nhá. Màu đỏ, nó không phải là màu đỏ đâu Minh Nguyệt ơi, các chị đừng nhầm nhá, đừng nhầm nhá. Nhiều trên line này nó là màu cam đất đấy, màu cam đất nhá các chị nhá, bên ngoài màu nó hơi trầm hơn một chút nhá. Mẫu trẻ không có đâu, mặc đỏ à Phương Anh Lê, ok. Nhưng mọi cả nhà để ý giúp em nhá, em chỉ bán cho các chị từ 40 tuổi trở lên thôi, trẻ quá là không mặc được đâu nhá, trẻ quá thì đừng nên mặc cái này. Đây mặc màu cam đất này, khoác cái áo lên người, cái này lên người ấy, ấm hết cả người luôn. Mà quan trọng nhất là nó siêu nhẹ các chị ạ, siêu nhẹ mặc thích lắm ấy, mình làm việc cái gì cũng thoải mái luôn. Mình 48 cân không vừa đâu chị ơi, 55 là ít nhất cũng phải 50 cân. Màu cam đất đây nhá, màu cam đất nhưng nhà em nói trước là bên ngoài nó trầm hơn đấy nhá các chị nhá. Chị 1m56 nặng 61 cân mặc vừa luôn, màu cam đất đây. Chị bà ngoại ơi chị mặc vừa luôn nhá, bà ngoại ơi chị mặc vừa luôn nhá, 1m56 61 cân chị mặc được 2x thôi, chị mặc 2x cho em nhá, 2x đi mặc cho đẹp. 40 tuổi trở lên, tầm 40 tuổi trở lên các tình yêu ạ. Có 3 màu này, cam đất, xanh rêu và đen nhá. Cam đất, xanh rêu và đen. Lê Thị Hồng ơi, chị lấy cái gì? Các chị ơi, cho em cân nặng đi thì em mới chốt được ạ. Lê Thị Hồng lấy cái gì này? Bao nhiêu cân này, màu gì này? Chứ thế này là em không chốt được size đâu nhá. 50 cân, cao 1m55. Chị Cảnh màu đen. À, chị Cảnh ơi, 50 cân, cao 1m55, em chỉ còn rêu với cam thôi nhá. Chị Cảnh nha, hết cái màu đen rồi, em còn rêu với cam thôi. Cái hàng 1X này em chỉ còn rêu với cam thôi nhá. Chị 56 cân mặc vừa luôn, 56 cân mặc vừa luôn. Chị Cảnh nha, em còn rêu với cam thôi, chị yêu ơi, còn rêu với cam thôi ạ. Chị Hồng bao nhiêu cân, lấy màu gì ạ? Các chị để ý giúp em nhá, size 1X là size bé nhất. Vâng, đợi chút em like thân dài nha, size 1X là size bé nhất. Và size bé nhất này em chỉ còn màu cam đất và màu rêu. Đấy, chị Cảnh có lấy màu rêu không thì em chốt màu rêu cho, chứ còn màu đen là em hết rồi nhá, chị yêu nhá, màu đen là em hết rồi ạ. Hoặc là màu cam này em còn một cái này. Chị Hồng lấy màu gì và cân nặng bao nhiêu thì chốt giúp em với. Chị Nguyệt 56 cân mặc vừa 1X luôn nhá, chị Minh Nguyệt nhá. Chị 56 cân chị mặc vừa 1X luôn. Ở 380k chị Oanh ơi, 380k mặc ấm mà siêu nhẹ lắm các chị ạ. Nó trần trong trần ngoài, form dáng của nó thì cực đẹp luôn, trần trong trần ngoài nhá, chỉ hợp với các chị từ 40 tuổi trở lên thôi nhá. Em bán hàng này cho các chị trung tuổi nhá, thế 35 tuổi. Màu rêu á, màu xanh rêu 54 cân, màu xanh rêu, ok em chốt cho chị Lê Thị Hồng màu xanh rêu 54 cân nhá. Lê Thị Hồng này màu xanh rêu 54 cân, 1X này. Màu đen hết rồi, Lê Thị Hồng 380. Đen hết size bé rồi nha. Em chốt cho Lê Thị Hồng này,
0386 0386 0386 396727 396 này 727 0386 0386 396 727. Ok nhá. Ok này. 56 cân mặc vừa nhá, 56 cân mặc vừa. Chị Minh Nguyệt lấy màu cam đất à, chị bao nhiêu cân? À Minh Nguyệt 56 cân lấy cam đất à? Ok chị yêu nhá. Trời ơi 32 tuổi thì thôi chị ơi, 32 tuổi thì thôi nhá. 40 tuổi trở lên thì mặc đẹp luôn, tầm tầm 32 tuổi nếu mà các chị thích thì em chốt thôi chứ. Đây form dáng của nó đây này. Các chị nhìn đi, form dáng đơn giản như thế này thôi. Màu đen em còn size to thôi. Đây, em 35 tuổi đây các tình yêu nha. Em 35 tuổi đây các chị xem là em mặc có bị già không này. Em 35 tuổi đây các chị, em mặc như thế nào thì các chị mặc như thế luôn. Chị 56 cân mặc vừa luôn chị Anh ơi. Màu đen 2X có vừa không chị? Toàn mặc 3X. Chị 61 cân nhưng mà chị người chị có to không? Nếu không thì chị mặc 3X cho thoải mái chị ạ. Phao dáng ngắn chỉ có hàng này thôi Trang Putin ơi. Chị ơi nếu không chị mặc 3X cho em đi. 61 cân mặc 3X đi. 50 cân à 60 cân thì mặc 1X, còn 61 cân chị trở lên chị mặc 3X nhá chị yêu nhá. Thì mặc 3X đi cho thoải mái ạ. Đấy, vâng đấy, nhìn các chị nhìn thế này thì biết đấy ạ. Nên là em chỉ chốt cho trung tuổi thôi ạ. Trung tuổi thì bao đẹp luôn. Phương Nga ơi 49 không vừa đâu chị ơi. 49 cân không vừa đâu ạ. 49 cân thì không vừa nhá. Phương Nga với Minh Nguyệt nhìn ảnh đại diện giống nhau đấy. Đấy. Cái này em có size các chị từ 50 cân đến khoảng 65 cân luôn nhá. Ai lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em. Size nhỏ em, size nhỏ nhất 50 cân đến 55 cân em chỉ còn rêu và đen thôi nhá. Còn rêu và đen. Cho 64 cân mặc vừa màu đấy. Có vừa nhá Phạm Thoa nhá. 1m50 nặng 52 cân mặc size XL thôi chị Hằng ơi. Phạm Thoa ơi chị mặc 3X cho em nhá. 1X, 2X, 3X nha các tình yêu nhá. 1X là từ 50 đến 55 cân. Hạ hoặc 2X là khoảng từ 57 cân đến 60 cân và 3X là từ 62 cân đến 61, 62 cân đến 65 cân luôn nhá. Các chị nhá, form của nó to lắm, nó hàng Quảng Châu mà. Form to lắm, nó có 4X, 5X cơ, 70, 80 cân nhưng em không lấy. Mấy cái đấy thì nó to đùng luôn, em không lấy luôn. Đây, màu đen này các chị ơi. Màu đen chỉ còn 2X và 3X nhá. Màu cam đất này 1X còn duy nhất một cái nhá. Chị Hằng có lấy cam đất hoặc rêu thì còn size này. Chị Hằng lấy cam đất hoặc rêu là còn size nhá. Chị Phạm Thoa còn đủ 3 màu luôn. Chị yêu ơi, chị Phạm Thoa còn đủ 3 màu luôn nhá. Đấy. Ai lấy thì chốt hộ em nhá. Cái mũ này các chị tháo rời được nhá, các chị nhá. Mũ này các chị tháo rời được luôn. Pha quá đẹp luôn các tình yêu ạ. Pha quá đẹp luôn mà quan trọng là mặc lên mình cảm thấy thoải mái lắm. Nó là hàng siêu nhẹ mà. Các chị nhá, các chị vận động này, đi lại này rất là thoải mái, siêu nhẹ luôn. Mặc không bao giờ có cảm giác cộm luôn ấy. Chị Phạm Thoa lấy màu đen nhá. Màu đen nhá, ok Phạm Thoa lấy màu đen 3X này. 3X em chỉ còn 2-3 cái thôi nhá. 3X size to còn 2-3 cái thôi, còn lại toàn size 2X thôi các chị ạ. Ok em chốt cho chị Phạm Thoa 64 cân, hàng 380 nhá chị yêu nhá. 64 cân này. Phạm Thoa này. Trời ơi các chị ơi, mua được cái áo này cho 64 65 cân là thích lắm ấy ạ. 0904, 0904 này. 53 cân có phao ngắn như thế này thôi đan đan nhá. 0904341. Ok, em mặc lại màu rêu cho chị luôn nhá. 0904 này. 0904 341 237 237 0904 này. 341 237. Ok chị yêu nhá. Ok này. Hôm nào lấy cho chị một cái màu đen 70 cân nhá. Vâng ạ, à, hôm nào em có em lấy cho chị nhá. Em mặc màu màu rêu cho anh xem nhá chị ơi. Em mặc màu rêu cho chị anh xem nhá. Màu rêu này. Màu rêu đây chị Anh ơi. Có 3 màu nhá. Bà ngoại ơi chị lấy gì? Bà ngoại ơi chị lấy 3X à? 3X màu gì à? 3X em còn 2 cái thôi. 3X còn 2 hay 3 cái gì đấy thôi nhá. Hay là 1 cái thôi ấy.
Ok, em chốt cho Phạm Thoa rồi, em chốt cho Phạm Thoa rồi. Chị Oanh nhìn em mặc màu rêu đây này. Đây là màu rêu nhá. Phao thích lắm các chị ạ, à. Trần trong trần ngoài đẹp lắm ấy. Cầm cái phao này nhẹ tênh luôn. Cầm cái phao này nhẹ tênh luôn này. Màu này, màu màu riêng màu này này, bên ngoài nó đậm hơn một chút nhá. Nó không phải là màu đỏ đâu các chị ơi, mà nó là màu cam đất nhá, các chị đừng có nhầm cho em. Không lại bảo ôi trên line nó là màu đỏ mà bên ngoài nó là cái màu cam đất này thì từ chối nhận hàng là chết luôn. Ngồi gần khó nhìn à? Tại vì em ngồi xa ra em không đọc được các chị ạ. À. Em ngồi xa ra em không đọc được comment của các chị luôn ấy. Đây, form dáng đây nhá các chị nhá, form dáng đây ạ. À. Em bé lắm, em có 45 cân thôi, em mặc cái này nó rộng luôn. Cái này của em phải từ từ 50 cân trở lên nhá. Thôi em ngồi xa xa như thế em cho các chị nhìn này. Thanh Khuyên, chị chọn cho em một cái. Em ơi, chị ơi, cho em hỏi là chị bao nhiêu tuổi? Tại vì cái này của em ấy từ 40 tuổi trở lên mặc mới đẹp nhá chị Thanh Khuyên nhá. Nếu mà dưới 40 tuổi thì đừng có ấy, hoặc là trường hợp các chị mua tặng mẹ ấy thì được nhá. 67 kg thì hơi kích đấy chị ơi. Có pha dáng trẻ nhưng mà hôm nay chị like cái này tặng các bà các mẹ đi 20 tháng 10 đi nhá. Pha dáng trẻ đợi like sau đi. Cao 1m65 nặng 53 cân mặc cam đất. Vừa chị ơi, em còn duy nhất một cái cam đất size cho từ 50 đến 55 cân nhá. Nếu mà chị thích cam đất thì em còn duy nhất một cái 1X này này, em chốt cho chị luôn này. Chị Tâm này. Còn duy nhất một cái một cam đất 1X thôi tình yêu ạ. Đấy thì chốt luôn cho em để em chốt luôn cho chị hết nhanh luôn. Mặt trong của nó đây, trời ơi mặt trong thì của nó lại còn đẹp mê ly luôn các tình yêu ơi. Mặt trong của nó lại còn trần hết này này. Trần trong trần ngoài mà, em bảo các chị trần trong trần ngoài. Chào em yêu chắc Thảo Linh ơi, chưa nhận được à chị? Chắc là mai đấy chị yêu ạ. À. Không có size S đâu mà nó là 1X, 2X và 3X. 1X của em ý. Em nặng 56 cân, tuổi 35. Trời ơi, 56 cân thì được. Nhưng mà 35 tuổi thì bằng tuổi tớ. Như tớ mặc thì bạn có thấy già không? Có thể hơi già đấy. Thanh Khuyên ơi, mình chỉ chốt là từ 40 tuổi trở lên thôi nhá. Bạn nào mà thích thì quá. Như bạn tớ ấy, bạn tớ 34 tuổi, bạn ấy cũng lấy một cái này để mặc đấy. Tại vì nó tiện ấy, đưa con đi học này hoặc là ở nhà này khoác cái là ấm luôn. 380k nhá. Còn để mà mặc đẹp ý, hợp tuổi ý, thì phải từ 40 tuổi trở lên thì nó đẹp nhất các chị ạ. Nó đẹp nhất mà các chị em đảm bảo các chị nhận được cái áo này các chị chỉ có in thôi. Phao lông vũ siêu nhẹ hàng công ty, trần trong trần ngoài như thế này nhá. Phao dài à. Ok, Huyền Thu ơi, 65 cân chị lấy màu gì để em xem 65 cân còn màu gì nhá. Ê chị yêu ơi, 65 cân còn màu đen thôi Huyền Thu ơi. Em có size XL mà, 1X, 2X và 3X nha. Huyền Thu ơi, 65 cân em còn màu đen thôi, chị có lấy không thì em chốt cho chị này. Chỉ còn màu đen thôi Huyền Thu nha. Tình yêu ơi, 65 cân ơi, Huyền Thu ơi, em chỉ có màu đen thôi. Không có tuổi của em à. Em ơi, dáng trẻ chị có nhưng mà hôm nay ưu tiên cho các chị, các cô các bà trung tuổi nhá. Dáng trẻ để hôm khác nha em nhá. À, chị gì nhỉ? Huyền Thu ơi, chị có lấy màu đen không? Hàng 3X là từ 62 cân đến 65 cân, em còn duy nhất hai cái màu đen dáng ngắn nhá chị yêu nhá. Em còn duy nhất hai cái màu đen dáng ngắn thôi. Chị yêu có lấy thì em chốt hộ chị luôn. Em đứng lên cho. Ờ lên thôi dáng trẻ à. Thủy ơi, đợi chị chút đi. Đợi chị chút đi nhá để chị ưu tiên các cô các bà một chút nhá. Các cô các bác một chút nha, đây này. Em có 45 cân em không mặc vừa cái này đâu nên nhìn nó form nó không được đẹp. Các chị ơi từ 50 cân trở lên mặc nó đẹp, nó ôm vào người nó đẹp và nó trẻ ra luôn ấy. 45 cân thì em chỉ mặc tạm lên cho các chị xem form dáng tại vì cái này không có size bé. Size bé nhất của nó cũng phải tầm 50 cân trở lên các chị ạ. Size bé nhất phải tầm 50 cân trở lên nhá. Em cái màu đen á. Em bao nhiêu cân? Em cái màu đen em bao nhiêu cân em ơi? Không à, vâng, không hay ok chị ơi. Huyền Thu ơi, em chỉ có màu đen thôi mà hai cái màu đen thôi. Đấy. Chị Hải ơi, chị lấy màu đen à? Màu đen chị bao nhiêu cân? Màu đen với em chỉ còn 2X và 3X thôi nhá. Màu đen chỉ còn 2X và 3X thôi. Cái rêu còn. Em lên vào dạ chị. Em 66 cân. Em 66 cân nên lấy màu rêu đi. À quên, màu đen đi, chỉ còn màu đen thôi. Mình lấy một cái màu đen 3X. Ok chị Tươi nha. Chốt cho chị Tươi một cái màu đen 3X. Và còn duy nhất một cái màu đen 3X. Tình yêu nào lấy thì chốt hộ em này. Trời ơi 3X này hiếm lắm đấy các chị ạ. À.
tươi nhá. Ok, Hải lấy 3x màu đen nhá. Màu đen nhá, còn đúng một cái luôn đấy, còn đúng một cái thôi. Chị tươi này. 58 cân mặc vừa 2x nha anh Duy ơi, 58 cân mặc vừa 2x nhá. 0393 0393. 75 cân không vừa đâu. Chị Hằng ơi, chị bao nhiêu cân? Chị lấy màu rêu chị bao nhiêu cân? 0393 919 983 919 này, 983 0393 này. Em lấy 3x màu rêu, không có màu rêu đâu, chỉ còn duy nhất một cái 3x màu đen thôi nha. Chị Hằng lấy màu rêu bao nhiêu cân chị ơi? 0393 này. Bạn ơi, bạn bán ở Việt Nam hay ở... Em ở Việt Nam mà chị yêu ơi, em ở Việt Nam. Trời ơi, sao lại Đài Loan ở đâu ra đây? 0393919983. Ok, chị tươi nha, em chốt cho chị tươi rồi. Còn một cái 1x này này, ai lấy thì em chốt này. Chị Hằng ơi, chị lấy màu rêu cho bao nhiêu cân ạ? 45 cân, 1m50 không vừa đâu em ơi, không vừa đâu. Chị Hằng ơi, chị bao nhiêu cân? Chị lấy màu rêu bao nhiêu cân để em chốt size cho. Còn một cái màu đen này nhá, ai lấy thì cho em xin số điện thoại này. Ok, Hải Nguyên nha, Hải Nguyên lấy cái đen đi. 3x đi, cho tớ xin số điện thoại nhá. Cho em xin số điện thoại nhá. 380k, 40 tuổi trở lên các chị mới nên mua nhá. Em nói luôn tuổi nhá, không đến khi nhận hàng lại bảo em là không nói tuổi. 20, 21 tuổi vào đây là không mặc được đâu ạ. Hải Nguyên cho em xin số điện thoại nhá. 380k các tình yêu ơi. 3x này, chốt cho 3x này. Màu vàng đợi chút đi em ơi, chị đang like cái này mà. 52 cân màu rêu ok nhá, em chốt cho chị màu rêu 52 cân này. Màu rêu 52 cân hàng đấy ít luôn đấy. Ok, em chốt cho chị Hằng này. Hải Nguyên là màu đen 3x này ok luôn nhá. Trời ơi, 032 819 819 7178 7178 032. Không có size bé đâu, 032 819 819. 31 tuổi không mặc được đâu bạn ơi. 032 819 7178. 31 tuổi không mặc được đâu nhá. Tớ nói luôn, từ 40 tuổi trở lên. Em chốt cho chị Hằng Hằng này. 380k nhá các chị yêu ơi, 380k. Chị Hằng màu rêu 0978 0978 này. 380 nhá chị yêu nhá. 0978 911 515 911 515. Số điện thoại quen thế nhở. Như chị đặt cái gì nhà em rồi đúng không chị Hằng ơi? Số điện thoại đọc cái lên quen luôn ấy. Áo chị đang mặc 58 cân vừa nhá. 58 cân vừa 2x luôn. Màu em đang mặc có số nào? Màu em đang mặc có 60 cân nhá. Có 60 cân nhá. Em bây giờ không còn size đến, không còn cái nào 3X luôn. 3X dáng dài chị có lấy không? 31 tuổi hôm nay mình không like rồi. 31 tuổi hôm nay mình không like rồi nhá. Tất cả những cái này chỉ còn size đến 60 cân thôi. Dáng ngắn này ấy, chị yêu nào mà muốn lấy size 65 cân thì phải chuyển sang dáng dài cho em nhá. 60 cân vừa nhá. Hải Bùi Thanh Hải ơi, Hải Bùi Thanh Hải ơi, cho coi màu đi, 3 màu đây nhá. Nhưng mà em nói luôn là em chỉ chốt cho từ 40 tuổi trở lên thôi nhá. Còn bạn nào mà 20 tuổi, mười mấy tuổi ấy thì nên mua tặng mẹ đi ạ, nên mua tặng mẹ đi. Em không bán cho các chị mà dưới 40 tuổi luôn ấy. Đây ạ, form dáng của nó đây các chị ơi. Các chị phải mặc vừa nó mới đẹp, mặc rộng thì bị già nhá. Mặc rộng như em thì bị già, nhưng mà mặc vừa lên thì đẹp lắm. Em vừa đứng lên đấy chị yêu ơi, em vừa đứng lên đấy. Ở đây 3 màu luôn nhá các tình yêu nhá, 3 màu luôn. Ai lấy màu nào thì chốt cho em màu cộng số điện thoại thôi ạ. Màu cộng số điện thoại thôi, bao đẹp cho các chị luôn nhá. Bao đẹp cho các chị, ôi hơi lé sáng một chút. Bao đẹp cho các chị luôn nhá. Đẹp lắm, với là đẹp lắm ấy. Hải Bùi ơi, chị mà 560 cân chị vừa 2x thôi. 3x của em phải từ 62 đến 65 cân. Các chị ạ, 60 cân bon chen hết vào đây cho em. 65 cân hết sạch rồi. Có dài nhá, có phao dài 65 cân. Nhưng mà sao ngắn của em hết rồi ạ. Có dáng dài 65 cân nhá các tình yêu nhá. Lát nữa em mặc dáng dài cho các chị yêu nhá. Bây giờ ai lấy cái này thì chốt hộ em này. 1x em chỉ còn 2 cái thôi. Còn 2-3 cái gì đấy thôi. Còn lại toàn 2x thôi ạ. Để em xem nào.
Đây còn lại toàn 2x nha. 1x em còn 3 sale và 1 ấy thôi. Có phao dài cân nhá, 380k. 65 cân thì hết rồi chị yêu ơi, 65 cân hết rồi nha. Bây giờ chỉ còn size 1x. 1x là còn 3 cái rêu và 1 cái cam. Còn lại là còn 2x hết. 2x của em phải chốt từ 57 cân đến 60 cân nhá. 1x là 50 đến 55 cân này. 50 đến 56 cân đi. Nếu gọi chốt đơn thì gọi vào buổi tối bạn nhé, tại mình đi làm. Chị yêu ơi, thế à? Trời ơi, gọi vào buổi tối, nếu mà ban ngày mà bưu điện phát thì làm thế nào chị? Điện phát thì làm thế nào nhờ, họ chỉ phát vào ban ngày thôi. Họ chỉ phát vào ban ngày thôi nhá. Nếu mà thế thì chị tiện. Chị ơi, mai nhà em mới chốt đơn ấy, mà chỉ chốt từ ban ngày thôi. Thế nên là chị ra chị inbox luôn địa chỉ giúp em nhá. Inbox cho em luôn, xin cho luôn địa chỉ nhá chị yêu nhá. Thì mai em đỡ phải em gọi điện inbox vào tin nhắn giúp em ấy. Đấy, có 3 màu. Tình yêu nào lấy màu nào thì chốt cho em màu cộng số điện thoại nhá. Rêu cam và đen này, rêu cam và đen. Riêng hàng 1X từ 50 đến 56 cân em chỉ còn màu rêu và màu cam. Màu đen là toàn bộ hàng 2X các chị nhá. 2X cho các chị từ 57 cân. Cháu gửi rồi cô ơi, cháu gửi rồi. Thì mình cho số chồng mình thì chồng mình nhận. Ok chị luôn nhá. Thế thì chị inbox cho em đi. Chị inbox cho em đi, có gì inbox địa chỉ và số điện thoại cho em luôn nhá chị Hải nhá. Cháu gửi cho cô cái 3X màu rêu rồi, dáng dài rồi cô ạ. Trời ơi nóng lắm ấy các chị ạ, mặc cái phao này cực kỳ nóng luôn. Nó siêu ấm luôn nhá các chị nhá. Đấy. Ai lấy màu nào thì chốt em màu cộng số điện thoại và cân nặng. Còn sai thì em báo còn sai nhá. Ok chị nhá, còn sai thì báo còn sai. Màu rêu này còn sai 1X và 2X. Màu cam cũng còn 1X và 2X nha. Riêng màu đen là hết 1X thôi. Size 1X của em là từ 50 cân đến khoảng 56 cân. 2X là 57 cân và đến 60 cân nha. Chị yêu nào lấy màu nào thì chốt cho em cân nặng để em xem các chị có mặc vừa không. Đấy. Đẹp, form này đẹp. Trần trong trần ngoài bao đẹp luôn các chị ơi. Dáng dài có còn cái nào màu siêu không, 57 cân có vừa chị không? Chị ơi, Xuân Lê ơi, 57 cân vừa nhá, dáng dài ấy. Nhưng mà chị cao mét bao nhiêu và dáng dài của em là 420k nhá chị Xuân nha. Nếu mà lấy em chốt cho chị nhá. 57 đến 60 cân mặc 2X cho em đi. Màu áo em mặc có màu phao dáng dài, có màu phao dáng dài luôn, em mặc dáng dài cho chị xem nhá. Vâng ạ, à, ok Thảo Linh ạ, à, có em làm chị luôn. Đây, phao dáng dài chất nó như nhau luôn nha các chị nha. Cũng 1X, 2X, cả 3X. Đây, dáng dài đây các chị ơi. Con đi ngủ đi. Anh đang ho kìa, bảo bà pha nước ấy cho em đi. Bảo bà pha nước cam cho em đi. À, nước ấy đi. Bà pha nước mật ong cho anh đi, anh ho quá con. Ừ mẹ cảm ơn chị hai mẹ đây. Ok rồi ạ. À. Chị cao 1m6 thì chị mặc 1X thôi chị nhá. 57 cân và 1m6 thì chị mặc 1X thôi. 57 cân 1m6 chị mặc 1X cho em thôi nhá. Áo ngắn vừa mặc là 380, áo dài này là 420 nhá các chị yêu nhá. Áo dài này 420 nhá. 50 cân đến khoảng 57 cân này. 50 đến nào 57 cân mặc đẹp luôn. Đấy. 57 cân cao 1m6, mặc 1X hoặc 2X đều được nhá. Mặc 2X đi chị ạ, 2X cho nó thoải mái. 57 cân 2X đi ạ. Dáng dài là 420 cũng có 3 màu luôn các chị ạ. Và 1X đến 2X, 3X luôn nhá. Dáng dài này thì cho các chị từ 50 cân đến khoảng 50 cân đến khoảng bao nhiêu nhỉ? 50 đến khoảng 65 cân nha. Áo ngắn vừa mặc đều có size luôn. Tình yêu nào lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em. Đấy, em mặc dáng dài đi, có ai thích không? Nặng 60 cân vừa màu mẫu này. Chị ơi 60 cân á, vừa cả dài cả ngắn luôn nhá Hải Bùi nhá. 60 cân chị vừa cả dài cả ngắn luôn. Cả dài và ngắn em đều còn size 60 cân nhá tình yêu ơi.
Quan trọng là chị thích màu nào thôi, chứ cả dài và cả ngắn em đều còn sai luôn ạ. Các chị nhá. Dáng ngắn là 380k, còn dáng dài của em thì chỉ có 420k thôi. Chị em ơi, 41 cân thì không thể mặc vừa đâu. Chị ơi, chị Thủy Phạm ơi, 41 cân không mặc vừa đâu chị yêu ơi. Chị cao 1m6, nặng 65 cân, mặc 3X luôn nhá, Violet Nguyệt nhá. Có 3 màu, rêu, đen và cam các chị ơi. Rêu, đen và cam. Hàng em đang mặc là 420k nhá. Violet Việt mặc 3X cho em nhá. Violet Việt chị mặc 3X cho em nhá. Đây ạ. Rêu, đen và cam. 420k form dài. Form dáng dài, hàng siêu nhẹ, lông vũ siêu nhẹ luôn nhá. Lê Tình. Bánh trôi nước ơi, chị tăng tên ai vào đấy. Đây này. Đấy màu rêu này các chị này. Màu rêu nhá. Em mặc thì rộng lắm, em mặc rất là rộng luôn, vì cái này không phải size của em. Em không vừa cái form này luôn. Form này chỉ từ 50 cân trở lên thôi. Không có màu đỏ đô đâu Nga Lê ơi. Nó là màu cam đất, màu hơi trầm nhá. Màu cam đất đấy ạ. Màu cam đất, đen và xanh rêu. Trời ơi mặc như thế nóng lắm này các chị ơi. Nóng lắm ấy, em mặc như thế này ấy. Rất là nóng, nóng phát ngốt luôn luôn ấy. Cái này á, mùa đông các chị khoác ra đường thì thôi bất chấp thời tiết luôn. Mà quan trọng nhất là nó là phao siêu nhẹ. Mình mặc lên, đứng lên, ngồi xuống, đi làm việc rất là vô tư luôn. Vô tư thoải mái luôn nhá. Ai lấy màu nào thì chốt cho em màu cộng số điện thoại nhá. Màu cộng số điện thoại đến cân nặng luôn. Cân nặng đến tận 65 cân luôn các chị ơi. Bình thường các chị mua áo phao 65 cân rất là khó luôn đấy. Em nói thật đấy. Đấy, có chị yêu nào kết mẫu này không? Đường trần của nó các chị thấy đẹp chưa? Trần trong trần ngoài nhá, đường trần của nó sắc nét như thế này. Các chị có mặc quay máy giặt cả năm cũng không. Nga Lê ơi, 420k dáng dài. Phao ngắn là 380 nhá, các chị yêu nhá. Phao ngắn là 380, phao dài là 420. Cái bạn đang mặc có size 68. Chị ơi, 68 cân không vừa đâu, em chỉ có size đến 65 cân thôi Phạm Nhung nhá. Em có size đến 65 cân thôi ạ. 68 cân thì không mặc vừa đâu chị yêu ơi. Chị bao nhiêu cân? Chị bao nhiêu cân để em xem là chị có mặc vừa không? Sáu mươi lăm cân thôi, 68 cân thì hơi rộng, hơi kích đấy chị ạ. 68 cân là bị kích đấy. Các chị từ 50 đến 55 cân, 50 cân đến 65 cân thì mặc vừa. Đứng lên chị xem mà ok nhá. Đây là form dáng này, em mặc rộng nhá các chị nhá. Em mặc rất là rộng luôn. Em có 45 cân thôi, em không mặc vừa cái này đâu. Các chị ạ, em 45 cân thôi mặc nó rộng. Các chị mặc vừa mới thấy được cái vẻ đẹp của nó. Thấy được cái đẹp của nó. Đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp. Đơn giản nhưng mà rất là đẹp luôn nha. Ai lấy màu nào thì chốt cho em màu cộng cân nặng cộng số điện thoại. Còn size em báo còn size nhá. Còn size em báo còn size luôn cho các chị nha. Thế cứ gửi cho chị một cái dáng dài màu rêu nhé. Chị ơi, không phải cứ gửi đâu mà chị phải chốt thì em mới gửi. Chốt cân nặng này, số điện thoại này. Dáng ngắn có rồi. Không được xem trước đâu tình yêu ơi. Nhà em không có đồng kiểm đâu, nhưng mà các chị ơi, các chị cứ xem đi, trường hợp mà không vừa không gì em cho các chị đổi thoải mái mà. Không có mẫu khác đâu gái họ Hoàng ạ. Không có mẫu khác đâu nha. Xuân Lê ơi, chị không có màu đỏ đâu, các chị ơi, không có màu đỏ đâu nha. Trời ơi, nóng quá. Phao nó trần trong trần ngoài nên mặc vào một lúc là nóng luôn. Mặc dù nó rất là nhẹ luôn các chị ạ. Nó là phao siêu nhẹ luôn ấy, nhưng mà mặc vào rất là nóng luôn. Màu đỏ, màu rêu, màu cam và màu đen. Ai lấy màu nào chỉ cần cho em cân nặng thôi. Cân nặng màu cộng số điện thoại em chốt cho các chị luôn nhá. Chị Xuân Lê, chị bao nhiêu cân? 65 cân vừa nhá, Đặng Minh Hòa nha. Trời ơi, có size 65 cân mà các chị. Em nói rồi, có size từ 50 cân đến 65 cân luôn nhá. Chị yêu nào lấy màu nào thì chốt cho em màu cộng số điện thoại thôi ạ. Minh Hòa 65 cân, chị thích màu nào? Để em xem còn màu không. Xuân Lê nữa, Xuân Lê 70kg không vừa đâu chị ơi. Chị Lụa ơi, 70kg không vừa đâu. Xuân Lê, em vừa thấy comment bên trên này cái gì đúng không ạ? Chị cao 1m6. Chị cao 1m6. Dáng dài có con. Còn có cái nào màu rêu 5-7 cân? À ok chị nha, em chốt cho chị Xuân Lê màu rêu 5-7 cân này. Hàng 1X. Đây em chốt cho Xuân Lê.
bây giờ em mới đọc lại comment của Xuân Lê nhá. Em chốt cho Xuân Lê hàng 420k này. Xuân Lê này. Xuân Lê màu rêu 0399 0399 0399 0399 99 tông 999 à? Nhiều số 9 đấy chị. 999867 à chị? 999 này. 867 đúng không ạ? 0399999867 039. Ok nhá, em chốt cho Xuân Lê rồi nhá. Em chốt cho Xuân Lê một cái rồi nhá. Đâu em đọc lại comment nào. Không có màu đỏ. Không có màu đỏ nhá. 65 cân có nhá, 70 cân không có. 1m53 nặng 47 cân không vừa ạ. 420k dáng dài. Ok, bên trong đây, bên trong đây các tình yêu ơi, bên trong của nó đây. Bên trong của nó đây, trần trong trần ngoài đẹp luôn nhá. 47 cân không vừa ạ. 47 cân không vừa đâu. Bao nhiêu một áo vậy em? 420k, chỉ cao 1m53, 53 cân thì mặc vừa size XL thôi ạ. 1m50, 65 cân thì mặc size XL thôi chị nhá. Thế ạ, em có dáng dài mà Thảo Linh. Minh Hòa Đặng màu rêu. Ok, Minh Hòa Đặng bao nhiêu cân nhỉ, để em xem lại nhá. Minh Hòa Đặng 65 cân màu rêu. Ok nhá, em chốt cho Minh Hòa Đặng màu rêu. Màu rêu 3X luôn, 65 cân đúng không chị? Màu rêu 3X luôn nhá. Đây, em chốt hàng 420k này. Minh Hòa Đặng 65 cân đúng không chị yêu ơi? Minh Hòa Đặng này 65 cân mặc thoải mái luôn. Không chín không hai này. 958 954 958 954. Ok Minh Hòa Đặng nhá. Minh Hòa Đặng này 65 cân có màu rêu nhá Tuyết Lưu ơi. 1m65 nặng 68 cân không vừa đâu chị ơi. Miễn ship sao hàng em size 2XL nhé. Chị ơi, ship là 30k nhá. Ship là 30k. Hà Bùi lấy 2XL, chị bao nhiêu cân và cho em xin số điện thoại ạ. Chốt lại cân nặng cộng số điện thoại cho em nhá. Áo em đang mặc đây, có size từ 50 đến 65 cân luôn. 50 đến 65 cân luôn nhá. Các chị ơi, 40 tuổi trở lên mới nên mặc nhá. 40 tuổi trở lên nên mặc nhá. Hải Bùi ơi, chị chốt lại cân nặng cộng số điện thoại cho em đi. Cân nặng cộng số điện thoại cho em đi ạ. Ship 30k nhá các chị ơi, ship một cái áo phao này chỉ có 30k thôi ạ. Ai lấy thì ok, chốt màu cộng cân nặng cộng số điện thoại giúp em nhá. Các chị nên nhớ là phải chốt cả màu, cả cân nặng và số điện thoại thì em mới chốt hàng được ạ. Tuyết 65 cân vừa màu rêu, chị có lấy thì em chốt cho chị nhá. Vừa màu rêu luôn, 65 cân chị mặc 3X cho em nhá. 46 cân không vừa đâu chị yêu ơi, 46 cân không vừa đâu, mặc rộng lắm. Cái này của em ít nhất là phải tầm 50 cân trở lên. Em 45 cân mặc rộng như thế này này. Còn mẫu nào nữa không để chị đặt nhé. Màu rêu. Màu rêu cao 1m54, nặng 61 cân. Lúc ấy chị chốt cái gì chưa nhỉ? Hình như chị có đơn rồi đúng không chị yêu? Chị có đơn chưa? Ok nha, em chốt cho Hải Bùi nha. Hải Bùi ơi, có đơn chưa? Không có màu đỏ đô đâu Hải Bùi. Hải Bùi hình như có đơn rồi ấy. Hải Bùi lấy màu rêu 61 cân cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Không có màu đỏ đô đâu chị nhá. Đây ạ, size cho các chị từ 50 cân đến 65 cân luôn. 50 đến 65 cân luôn. Cam đen và rêu nhá. Cam đen và rêu nhá các chị nhá. Màu của nó đây ạ, cam đen rêu. Ai lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em ạ. Đây, em mặc cho các chị xem đây. Form dáng thì không phải nói rồi, ok luôn. Mà đường trần của nó này các chị ơi, trần trong trần ngoài như thế này cơ mà. Đường trần của nó đẹp như thế này mà các chị. Các chị lo gì cái đường trần của nó như thế này. Đấy, có mà quay máy giặt thoải mái luôn. Hàng này 10 đồng túi đá luôn đấy. Chị ơi, sáng nay em bảo lấy chiếc váy vậy mà chưa ai gọi cho em. Thu Hương ơi, lấy váy nào em? Không có nhỏ là cho 46 cân thôi. Em ơi, một là các bạn gọi điện em không nghe máy nhá. Hoặc là không liên lạc được. Chứ nhà chị chốt hết đơn váy sáng nay rồi.
30 tuổi đừng mặc Phương Thảo ạ. 30 tuổi đừng có mặc em ơi. Cái này chị chỉ chốt cho 40 tuổi trở lên thôi. 30 tuổi đừng có mặc. 30 tuổi thì hơi bị già già đấy. Mặc là phải đẹp chứ, mặc mà bị già bị chê già thì đừng có mặc các chị ạ. Mặc lên mọi người bảo ôi sao đẹp thế thì còn thích chứ. Màu rêu 61 kg cao 1m54. Ok Hải Bùi, màu rêu 61 cân cao 1m54 là 2x cho em nhá. Màu rêu này Hải Bùi Thanh Hải. Hải Bùi Thanh Hải 420k. Không có size nhỏ đâu. Áo em đang mặc là dáng dài 420, dáng ngắn 308 nhé. 0979 0979. Các tình yêu để ý điện thoại cho em nha. 0979 086788 086788 0979 0867. Cho chị màu rêu điện thoại nha. 65 cân. Chị ơi 65 cân phải 3x đi. Tuyết Lưu ơi 65 cân phải 3x đi nha. 3x của em là từ 61 cân đến 62 cân đến 65 cân mà Tuyết Lưu ơi. Có dáng ngắn nhá, bỏ mũ ra được mà các chị. Bỏ mũ ra được mà mũ còn rút được như thế này luôn ấy. Mũ nó còn rút được, kéo chun được cái này và bỏ ra được nhá. Tuyết Lưu ơi, chị lấy màu rêu chị phải lấy 3x nhá chị nhá. Chị phải lấy 3x cho em nha. 65 cân 3XL đây này chị yêu này. Tuyết Lưu này, chứ 42X chị không mặc vừa đâu. 2X của em đến 60 cân thôi chị ơi. Tuyết Lưu. Ok, đợi em chút đứng lên nhá. Cho mình xem màu đen. Ok, cho em xem màu, đợi màu đen luôn. 0912 để em chốt cho Tuyết Lưu đó. 0912 này. 0912 864160 864 này 160. Ok, 0912864160. Ok Tuyết Lưu này. Ok Tuyết Lưu nhá. Màu đen đây. Em mặc thử một cái màu đen cho các chị xem nhá. Màu rêu này và em mặc thử một cái màu đen. Vâng, ok chị nhá, em lấy cho chị vừa thôi chứ nếu mà lấy bé quá thì chị không mặc được đâu. Màu đen đây nhá, các tình yêu nhá. Đen, cam và rêu. Các chị yêu nào lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em nhá. Màu cộng số điện thoại cho em với. Đen, cam và rêu nhá. Đấy, màu đen cũng đẹp này. Màu đen cũng rất là đẹp luôn các chị ơi. Đây. Ai lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại. Áo này tầm bao nhiêu tuổi vậy? Kim Anh ơi, phải tầm 40 tuổi trở lên. Chị yêu ạ, tầm 40 tuổi trở lên thì mới nên mặc nhá. Bùi Thanh Hải em nhé. Dưới gấu có xòe rộng như mày. Ơ dưới gấu nó như thế này thôi, nó không xòe rộng ra như thế đâu. Chị ơi, nó như thế này nhá, dáng như thế này luôn. Vải áo dáng dài có phải vải nhăn nhăn không chị? Trời ơi, nó là phao lông vũ siêu nhẹ luôn. Em nhận được áo phao rồi, chất đẹp lắm. Chị cảm ơn Phương Hà nha. Rêu 45 cân không vừa đâu em ơi. Chị cảm ơn Phương Hà rất nhiều nha. Rêu 45 cân không vừa đâu. Các chị yêu ơi. Em á, em chỉ cao 1m45 thôi. À quên, 1m53 thôi. Có màu xanh bích không em? Cho chị một chiếc 60 cân. Không có màu xanh bích luôn. Không có màu xanh bích mà chỉ có màu xanh rêu. Màu cam đất và màu đen thôi chị nha. Xanh rêu, cam đất và đen thôi. Tông màu dành cho những người trung tuổi nha. Tông màu dành cho những người trung tuổi luôn chị Thanh Tuyết nhá. Các chị ơi 40 tuổi trở lên mới nên mặc nhá. Dưới 40 tuổi thì các chị không nên mặc form này đâu. Áo có lông có nhưng mà chị đang like cái này. Đang like cái form hàng lông vũ mà hàng cả dáng ngắn cả dáng dài nhá Ngọc Vy nhá. Đây, dáng dài đây các chị này. Nói là dài thôi nhưng nó không dài quá đâu. Không dài quá đâu các chị ơi. Dành cho người trung tuổi nhá. Cái này của em là em mặc rất là rộng luôn, như bơi trong áo luôn này. Em 45 cân mà em mặc như bơi trong áo luôn. 49 cân á. 49 cân thì có thể mặc cái đen này được này. Bạn ơi 49 cân mặc cái đen được nhá. Nếu mà mẹ bạn 49 cân người người phải người gầy quá
Hương ơi, mặc thử màu cam mà em mua cho ai? Mua cho mẹ à? Mua cho mẹ à? 49 cân mặc dáng ngắn đi. Suri ơi, 49 cân mặc dáng ngắn cho chị đi. Mặc một cái dáng ngắn 49 cân màu rêu cho Suri xem nhá. Hàng dáng ngắn hàng 380 nhá. Đây, màu rêu dáng ngắn đây Suri này. Đây là màu rêu dáng ngắn nhá. Xong lát nữa mình lại thử dáng dài cho cả nhà xem. Đây, màu rêu dáng ngắn này. Dáng ngắn hàng 380 nha tình yêu ơi. Chị đang mặc là XL, chị mặc rộng lắm. Vậy em cho chị cái áo màu đen nha. Dáng ngắn thì bao nhiêu tuổi? Ok, Thanh Tuyết là em chốt cho chị cái màu đen nhá. Tất cả đều là hàng trung tuổi, 40 tuổi trở lên cơ cả nhà ơi. 70 cân không có ạ. Đâu nè, chị Nguyễn Thanh Tuyết này, 60 cân. Màu đen, ok chị luôn, dáng 2X nha. 2XL. Nguyễn Thanh Tuyết, ok nhá, 420k. Nguyễn Thanh Tuyết. Không 826, không 826 này. 977563. 977 này. 563 0826 977563. Ok chị Tuyết này. Em chốt cho chị Tuyết rồi nha. Dáng ngắn cũng phải tầm 40 tuổi trở lên, màu đen hoặc đỏ không còn đâu bạn ơi, còn có cam đất thôi. Em định mua cho chị cái 39 tuổi chị ạ. 39 tuổi cũng mặc được rồi mà Hương ơi, 39 tuổi cũng mặc được rồi. Ok, chị mai chị đặt thì chị kết bạn với em đi, có gì inbox cho em nha. Không có dáng ngắn cho 30 tuổi đâu. Chị vừa mặc cái dáng dài ý là size XL em ơi. Áo không có mũ, bỏ mũ ra được mà chị. Áo có áo lông không? Em không có áo lông đâu chị ơi. Cái mũ này tháo ra được mà các chị yêu ơi. Không thích thì các chị bỏ mũ ra được nha. Em lại mặc lại cái dáng dài cho các tình yêu xem nhá. Trời ơi, cái mũ này mình có thể tháo ra được các chị ạ. Không thích thì các chị có thể tháo ra được nhá. Vâng, tất cả là đều hàng lông cũ siêu nhẹ luôn. Hàng lông cũ siêu nhẹ luôn các chị ơi. Hàng lông cũ siêu nhẹ luôn nhá. Đấy. Dáng dài này 380k. Màu cam dáng dài à? Ok, mặc cam dáng dài nhá. Ờ, 420k chị yêu ơi, dáng dài 420k và dáng ngắn là 380k nhá chị nhá. Dáng ngắn cho người trẻ thì chị không có đâu em ơi. Không còn dáng ngắn cho người trẻ đâu nhá. Màu cam này bên ngoài trầm hơn đấy các chị nhá. Màu cam đất này bên ngoài là trầm hơn nhá. Mọi người đừng có tưởng nó là màu đỏ, mà cũng không đừng tưởng nó tươi nhá. Bên ngoài nó trầm hơn nhiều đấy nhá. Đấy. Màu cam đây này các chị ơi. Đấy. Nói chung là cứ tầm 40 tuổi trở lên là mặc đẹp rồi. Còn ba mấy tuổi thì các chị không nên đặt áo này đâu. Em nói thật luôn đấy, nói thật cho các chị luôn đấy. Nó đẹp thì đẹp thật, nhưng mà nếu mà mình mặc hai mấy tuổi mà 30 tuổi mặc cái này thì nó già. Nhưng mà nếu mà đặt từ 40 tuổi trở lên ấy, chị nào mà 40 tuổi trở lên thì mặc quá là đẹp luôn. Chị Huệ ơi, áo màu rêu em vừa bỏ ra là dáng ngắn hay dáng dài? Nếu mà dáng ngắn thì là 380, mà dáng dài thì là 420 chị yêu nhá. Dáng ngắn là 380, là dáng dài 420. Các chị thấy đường trần của nó nét chưa? Đường trần của nó đây, em mặc rộng lắm. Cái này phải 50 cân, em có 45 cân thôi, em mặc rất là rộng. Các chị mặc vừa thì bảo đảm là đẹp luôn. Quan trọng là phải cân nặng vừa này, chất liệu đẹp này và giá cũng phải ok nữa cơ. Hợp với tuổi nữa cơ các chị ạ. Nói chung là để mặc một cái áo đẹp nó rất nhiều yếu tố. Bây giờ chất liệu đẹp này, chất đẹp luôn, nhưng mà mình mặc nó bị trẻ quá cũng không đẹp, mà mặc nó già quá cũng không đẹp. Em nói luôn cho các chị, để các chị ước lượng cái tuổi của mình nhá. Chị nào mà 40 tuổi trở lên thì chốt những em này cho em. Còn dưới 40 tuổi, 25-30 tuổi thì đừng có mặc những kiểu này. 25-30 tuổi có nhiều kiểu trẻ lắm, đừng có mặc những kiểu này nhá.
Các bạn mà 20 tuổi thì có thể mua tặng mẹ thôi. Em ơi chị cao 1m6 đấy nhé, dáng dài cho chị. Ok em chốt dáng dài cho chị mà. 35 tuổi không có đâu. Rêu dáng ngắn á, trời ơi em vừa mặc rêu dáng ngắn đấy. Đây, màu chị mặc là màu cam đất. Cao 1m56 nặng 56 cân, mặc màu 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 xanh đen có không em? Em có xanh và đen luôn nhá chị nhá. Có xanh và đen luôn. Mình lấy cá cam 49. Ok, dáng dài này à. Suri ơi, lấy dáng dài cam đất cho mẹ 49 cân nhá. 67 cân, 1m58 không vừa đâu bạn ơi, 65 cân thôi. Suri lấy tặng mẹ cái này. Mẹ bạn mẹ em bao nhiêu tuổi? Mẹ em bao nhiêu tuổi rồi để chị xem là mẹ em mặc có được không? 49 cân thì nó cũng hơi rộng một chút nha em nhá. Chị 45 cân chị mặc đây, 49 cân đây này. Tất cả đều là hàng lông vũ siêu nhẹ luôn, trần trong trần ngoài luôn các chị nhá. Trần trong trần ngoài luôn. Ừ, dáng dài cho chị số điện thoại đi. Áo này tầm 50 cân trở lên. Em ở Yên Bái nha, em ở Yên Bái ship COD toàn quốc là 25k à 30k nhá các tình yêu nha, em nhầm. Ship COD toàn quốc là 30k nhá. Đẹp luôn, nếu mà mua tặng mẹ 20 tháng 10 thì quá là đẹp luôn đấy, còn gì bằng nữa. Tặng mẹ một cái áo này, mẹ mặc cả mùa đông. Mẹ mặc cả mùa đông luôn. Đấy, Suri có lấy thì chị chốt cho chị số điện thoại. Khánh đi ngủ ngay. Suri có chốt. Suri chốt thì cho chị xin số điện thoại nhá. Cam đất 58 cân mặc vừa nhá Hà Liên ơi. Chị 58 cân chị mặc hạ 2X cho em nhá. 65 cân cái này có luôn. 65 cân em có đen, rêu và cam luôn nhá. À đúng rồi, 65 cân nhá. Em có đen, rêu và cam đất luôn nhá chị yêu nhá. Nhìn áo mặc lên có vẻ suông nhỉ. Không eo lắm còn size ngắn. Màu rêu không em, 61 cân. Size ngắn màu rêu 61 cân em có chị yêu nhá. 46 cân rêu ngắn không vừa đâu. 46 cân rêu ngắn không vừa đâu các chị ơi. Nó có cái khuy à, nó là cái dây thôi. Cái dây này các chị thích thì để không thì bỏ đi nhá. Cái dây này thích thì để không thì bỏ đi. Thế bao giờ cũng mở. Ok chị ấn theo dõi em đi. Ấn theo dõi em đi, khi nào có thì ngày nào em deliver mà chị. Ngày nào em deliver mà chị ấn theo dõi em đi ạ. À, 420k, 67 cân 1m58 không vừa đâu chị Thanh Lâm ơi. Em chỉ bán cho các chị 65 cân thôi nhá. Nếu mà người gọn thì mặc được, người chị có gọn không, người gọn thì có thể bon chen được. Còn nếu không là không vừa đâu. Chị ở Long Khánh, Đồng Nai em chuyển bao nhiêu ngày tới hả em? Trời ơi chị ơi, lòng Đồng Nai nhá. Đồng Nai thì phải tầm 4 hôm cho em nhá chị Thanh Tuyết nhá. 420k Hà Liên ơi. Suri có chốt thì phải cho chị số điện thoại chị mới chốt được nhá. Không là chốt không chốt được hàng đâu em yêu ơi. B37 Haconi Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ok, Suri này màu cam đất này. Một ít này. $420k Suri mua tặng mẹ này. Suri mua tặng mẹ nha. 0973 0973 này. 318 135 318 này, 135. Có địa chỉ này. 0973. Một cam dài. Ok em, cam dài là hàng 420k nha em nhá. Cho em xem màu xanh đen loại 56 cân cam sao. Xanh hay đen chị ơi? Hạnh Đức ơi, chị lấy xanh hay đen? Em có xanh rêu và màu đen nhá. Nó là xanh rêu và màu đen chứ không có xanh với đen đâu. 0973 318 135. Ok Suri này. Ok Suri này. Đây, xanh dáng dài và rêu dáng dài đây. Xanh rêu đây này, chị yêu này. Xanh rêu nhá, xanh rêu dáng dài đây. Xanh rêu dáng dài đây, trần trong trần ngoài đây. Đường trần của nó đẹp như thế này. Và một màu đen dáng dài nhá. Màu đen dáng dài. Đấy, có xanh, đen và cam mà. Cam đất 58 cân ok Hà Liên này. 58 cân mặc 2X cho em đẹp luôn. 58 cân 2X này. Ok em chốt cho Hà Liên nhá, cam đất năm xanh rêu có chị ơi. Hà Liên này, Hà Liên cam đất là 0913 0913 này, 0913 045 077 045 này, 077 này.
58 kg này, ok Hà Liên nhá. Cục hàng 420 nhá. 420k nhá. 0913045. Xanh rêu có nhá chị ơi. Xanh rêu có size cho 56 cân luôn. 0913045077. Xanh rêu có 56 577 cân luôn nhá. Cho em xem màu đen với, ok. 65 cân mà kiểu dạng to vai có mặc được không chị? Em mua cho mẹ. Mặc được mà em, cái này phong to lắm. Em thử coi á. À chị ơi, nhớ là phải là 40 tuổi trở lên nhá, không đến khi cứ hai mấy ba mấy tuổi vào chốt ầm ầm rồi lại bảo em là già thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy. Cho em màu cam đất sáng dài 1m60 nặng 59 cân nhé. Đinh Hương, ok, cho chị số điện thoại đi Đinh Hương ơi. Mà bao nhiêu tuổi Đinh Hương, em mua cho ai? Bao nhiêu tiền một áo ạ? Lấy áo được không, được mặc thử đâu chị yêu ơi. Trời ơi, chốt cân nặng thoải mái. Trường hợp không vừa nha, các chị cứ nhận hàng đi, thanh toán tiền cho bưu điện đi. Nếu mà không vừa em cho các chị đổi size đổi số thoải mái luôn mà. Đinh Hương ơi, nếu mà lấy cam đất 2X thì cho em xin số điện thoại nhá. Cam đất 2X này 1m60 nặng 60 cân. 1m60 nặng 59 cân mặc 2X luôn nhá. Đinh Hương cho em xin số điện thoại nhá. Đinh Hương này. Hàng 420k này. Đinh Hương. Trời ơi, mấy cái này hết hàng rồi, chuẩn bị không có hàng bán rồi. Bên Trung Quốc nó ra hết lô rồi. À, chị ơi, nên là bây giờ chốt luôn đi. Em nói thật luôn là không còn hàng mà lấy mà mua đâu ạ. Em đi ôm cả lô luôn, bây giờ muốn lấy thêm cũng không có hàng đâu nhá. Ok em, 0983 0983 này. 0983 386850 386850. Các chị mà mua cái áo phao này em đảm bảo cả mùa đông chỉ thích khoác cái áo này thôi. Đi đâu cũng tiện luôn. Vừa mà em, mặc thoải mái luôn. Trời ơi, mặc thoải mái luôn. Phao này rộng lắm. 0983 này. 386850. 0983 386850. Ok em nhá, chốt cho Đinh Hương rồi nhá. Đấy. Cho em một cái xanh rêu 65 cân em mua. Ok Phạm Nhung nhá, 65 cân xanh rêu em phải lấy 3X cho chị nhá. Ba XL màu xanh rêu, chốt cho Phạm Nhung này. Phạm Nhung nhé, hàng 420k, 3X luôn, 0969 0969 này, 650666 650666. Dáng dài, ok, chị lấy cho em dáng dài hàng 420 nhá. 0969 650666. Chị chốt cho Phạm Nhung này. Đấy, màu xanh rêu nhá Nhung nhá, đúng màu em chọn luôn. Đúng màu em chọn luôn. Xanh rêu đen và cam đất nhá các tình yêu nhá. Các chị lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em. Size từ 50 đến 65 cân luôn. 50 đến 65 cân đâu luôn. Loại ngắn em có nhá. Đức ơi, em có loại ngắn đấy. Loại ngắn có 380 thôi. Ok em nhá, mua cho mẹ tặng 20 tháng 10. Trời ơi, mua cho mẹ 20 tháng 10 cái áo này mẹ thích luôn. Đấy, tại vì là nếu mà mẹ bạn nào mà không thích những kiểu như thế này, cái này bỏ đi được mà, hai cái dây này bỏ đi được nhá. Hai cái dây bỏ đi được, mặc đơn giản như thế, còn không thì mình cứ để như thế này cũng rất là đẹp luôn. Cái dây này các chị bỏ đi được, không liên quan gì đến áo luôn nhá. Đây này, ai mà sợ là không, các mẹ không thích cái này dây này thì bỏ đi được. Nó không phải là khóa đâu, nó là trang trí thôi. Đấy, ai lấy cái nào thì chốt cho em nhá. Lấy cái nào thì chốt cho em đi. Xanh rêu nhá. Xanh rêu. Đen. Xanh rêu này. Đen và cam nhá. Dáng ngắn em có nhá chị yêu ơi. Dáng ngắn em có nhá. Riêng dáng dài này của em là 420k. Không mặc thử chật làm thế nào, chị béo bụng không biết có vừa không. Khi giặt áo có bị. Chị ơi, chị yêu ơi, thế này nhá. Chị cứ nhận hàng đi, chị mặc lên cho em, nếu mà không vừa em cho chị đổi size đổi số mà chị yêu ơi, chứ không phải là giận hàng xong là em chết trách nhiệm đâu. Còn riêng cái hàng này em bao cho các chị là không bao giờ đóng cục, tại vì nhá các chị này, nhìn cái đường trần của nó bên ngoài như thế này và bên trong như thế này thì lấy đâu mà để vón cục nữa các chị ơi. Đây này, nó như thế này thì vón cục ở đâu nữa, nó không trần cơ thì mới sợ ạ. Hôm nào bà nào khoác trẻ đi không? Ok chị nhá, hôm nào em lấy ạ. Không có tuổi teen đâu, có bộ không có bộ thể thao đâu, nên là chị Hải Bùi chị yên tâm luôn nhá. Em bán cái này cho các chị trung tuổi, chưa một chị nào chê luôn, chưa một chị nào chê luôn ạ.
Các chị ấy còn giới thiệu bạn bè mua cho em cơ. Cho chị xem áo đen ngắn với 49 cân. Cao 1m55, ok trang dung nhá. 49 à, đen ngắn em hết rồi, em chỉ còn rêu ngắn thôi. Đen ngắn em hết rồi nhá Trang Dung ơi. Áo à đen ngắn hết size 49 cân. Còn size to em mặc loại ngắn coi màu xanh rêu hoặc màu nào cũng được, tuổi 56. Ok nhá Hạnh Đức nha, em mặc màu xanh rêu cho các chị nhá. Các chị ơi, các chị nhớ giúp em là em người em bé lắm, em không mặc vừa đâu. Em chỉ mặc lên cho các chị xem form dáng thôi. Cái áo này em phải chốt cho tầm 49 cân trở lên. Em có 44 cân, 45 cân thôi nên là em mặc không vừa, không đẹp đâu nhá các chị nhá. Các chị mặc sẽ đẹp hơn em rất là nhiều, tại vì các chị mặc vừa. Em thì mặc vào nó bị rộng này. Đây áo rêu ngắn đây các chị yêu nhá. Cái mũ này thì các chị có thể tháo đi được nhá. Mũ này các chị có thể tháo đi được. Áo ngắn là 380 và hàng dài là 420 nha Bảo Ngân nha. Riêng áo ngắn hàng 380 và áo hàng dài là 420. Ai lấy màu nào chỉ cần chốt màu cộng số điện thoại cho em thôi ạ. À. Màu cộng số điện thoại cho em thôi các tình yêu ơi. Đấy. 53 kg mặc được size này luôn nhá Thương Thương ơi. 53 kg chị mặc 1X cho em nhá. Em có 1X, 2X và 3X ạ. 1X là từ 50 đến 55 cân, 2X là 57 đến khoảng 5 60 cân và 3X là từ 60 đến 65 cân. Trời ơi xem vải đây này. Cái vải này thì không phải lo đâu, phao lông vũ mềm đẹp luôn các chị nhá. Lông vũ mềm đẹp luôn. Đẹp lắm các chị ơi, em bảo là đẹp mà. Các chị không phải lo gì về chất, về dáng, về về ấy luôn. Nó là hàng phao Quảng Châu. Phao Quảng Châu bao đẹp cho các tình yêu luôn nhá. Phao Quảng Châu bao đẹp luôn nha. 59 cân thì mặc 2X cho em nhé Tạ Thủy nhé. 59 cân thì mặc 2X cho em. Không xem áo vải là sao? Trương Trương 1X rêu ngắn. Ok nhá, chị chốt cho Trương Trương nhá, 1X rêu ngắn nhá. Rêu ngắn. Hàng 380 nhé Trương Trương nhé. 380, 1X còn có mấy cái thôi. 1X còn một cái cam và hai cái rêu thôi nhá. Trương Trương này. Ship là 30k nhé tình yêu ơi. Trời ơi chị bán rẻ lắm rồi, không free ship được đâu. Bình thường mua đâu được một cái phao này mà 380 à em. 0905. Em thanh toán 401 luôn cho chị nhá. Không có 45 cân đâu Thủy Trương ơi, ít nhất phải tầm 49 50 cân trở lên. 0905 635 đẹp lắm đấy các chị yêu ạ. À. 635 0905 635 881 881 này. Em chốt cho Trương Trương này. 0905 635 881 nhá. Ok, Trương Trương đấy. Màu rêu 59 cân. Ok, Tạ Thúy lấy màu rêu 59 cân 2X cho em nhá. Tạ Thúy này. Em có 60 cân căng 60. Mặc được mà, 60 cân mà cao 1m56 thôi. Trời ơi chị ơi, phao ngắn này em không có size, chị bao nhiêu cân? Tạ Thúy này. 380 này. Em còn 2X đây, em còn mấy cái 2X đây? 0124 0124 này. 0124 685 685 7743 7743 24 6 8 10 11. Ok nhá, em chốt cho Tạ Thúy rồi nhá. Tạ Thúy này. Em 55 cân thì mặc 1X thôi Thủy Tiên nhá, Thủy Tiên Hoa nhá. Em 60 cân 1m56 mặc được nhá. Cho chị xanh rêu ngắn. Trang Dung ơi chị bao nhiêu cân? Chị Trang Dung ơi. Shop em ở Yên Bái nhá. Có màu cam không em ngắn? Có màu cam, còn một cái màu cam ngắn chị nhá. Trang Dung ơi 2X em còn nhá. Trang Dung ơi đẹp mà chị Hằng ơi, đẹp lắm. Trang Dung ơi chị lấy rêu xanh rêu ngắn, chị lấy cho bao nhiêu cân ạ? À? 49 cân ok 1X luôn nhá. 1X luôn này. Một cái 2X ngắn á. Vâng. Trang Dung này.
Trang dung là 308 này, 0962 0962 này. 3164411 316 này. 441 nhá. 0962 0962 316 316411 chốt cho Trang dung rồi nhá. Chị Hải, Hải Bùi Anh nhá. Lại đổi ra chị ơi. Ok luôn, chị đổi sang rêu nhá. Sang rêu dáng ngắn nhá. Rêu sẽ đổi sang rêu dáng ngắn hàng 308 nhá. Em Hải Bùi Thanh Hải nhá. Màu cam còn đúng một cái size bé thôi chị yêu ơi. Màu cam chị bao nhiêu cân chị Thuận ơi? Từ mới vào chị đứng đợi em. Ok, hàng đợi chị nhá. Nhưng mà Hàng ơi, cái này là con sinh tuổi nhá. Em yêu ơi, rêu 2X ngắn. Ok, Thúy Hiền lấy rêu 2X ngắn này. Để em đổi cho chị Hải nhá. Thúy Hiền này. Bốn tám cân á. Đợi em chút nhá. Nguyễn Thị Thúy Hiền này. Nguyễn Thị Thúy Hiền hàng 308 này. 0978 0978 597 0978 559 766 559 766 0978 559 766. Ok Hiền nhá. Ok Hiền. Em cho coi cái áo xanh rêu size 60kg nặng 1m56 là size 2X chị ơi. Cam ngắn 47 cân không còn đâu chị yêu ơi. Áo màu rêu 55 cân nhé. Thủy Liên Hoa. Ok em cho rêu 55 cân này là hết này chị yêu này. 55 cân một cái rêu của em đang mặc đã hết nha. 55 cân một cái rêu 1X này là hết này. Chốt cho chị Thiên Hoa. Còn lại là còn 2X thôi các chị nhá. 2X là 57 cân đến 60 cân nhá. 57 đến 60 cân luôn nhá. Xã Phú Thọ 2 ngày là đến nơi. Đúng rồi chị ơi, khoảng 2-3 ngày cho em đi cho nó chắc chị nhá. Khoảng 3 ngày đi. Không có 25 tuổi đâu em yêu ơi. Chốt cho Thủy Thiên Hoa của màu rêu này. Đấy, màu cam đất em đang mặc này các chị ơi, có 1X và 2X nhá. Có 1X và 2X luôn. Thủy Tiên Hoa lấy nốt cái rêu này 55 cân nhá chị yêu nhá. Lấy 1X cho em nhá. Đấy. Em còn rêu 1X và còn lại là toàn 2X nhá. 2X các chị từ 57 cân đến 60 cân vào chốt của em với. 57 cân đến 60 cân vào chốt của em đấy nhá. 47 cân không vừa đâu chị ơi. 47 cân hơi rộng đấy. 47 cân thì mặc như em 45 cân này này. Đấy, 47 cân không mặc được đâu ạ. Ít nhất phải tầm 49 cân chị nhá. 49 cân. Nếu mà chị thích mặc rộng như thế này thì được. Thủy Tiên Hoa này. Trời ơi, rêu dài à em. Ok, rêu dài 55kg. Ok chị nhá, em chốt cho chị rêu dài nhá. Tí thì nhầm, mắt đúng là rêu dài 55kg này này. Đây, có 65 cân dáng dài thôi, Na Phạm ơi. Thủy Tiên này. Hoa, hàng 420 chị yêu nhá. Hàng dài hàng 420. 0385 243942 243942 0385 243942. Ok. Áo ngắn là 308 mà áo dài là 420 nhá các chị nhá. Áo ngắn là 308 mà áo dài là 420. Phong ngắn đây em ơi, chị đang mặc phong ngắn đây, Thúy Thiện đây. Chị đang mặc phong ngắn đây nhá. Còn size đến 60 cân thôi.
Màu sale mình, màu sale nhìn ngoài có đẹp như trong này không nhỉ? 47 tuổi mà, 47 tuổi mặc được mà chị yêu ơi. Trời ơi mặc được chị nhá. Còn rêu ngắn một cái 50 cân, Hằng có chốt thì em chốt cho. Còn duy nhất một cái rêu ngắn hàng XL 50 cân nha chị Hằng ơi. Ok, đợi em mặc váy ngắn váy dài cho chị xem nhá. Đây này còn một cái rêu ngắn này chị yêu này. Còn một cái rêu ngắn thôi nhá. Bên trong trần ngoài đẹp luôn. Bên trong trần rất là đẹp luôn này các chị này. Trần chắc chắn luôn đấy. Riêng hàng này trần trong trần ngoài thì không chê vào đâu được rồi. Chị Hằng ơi còn có một rêu 1X này, chị có lấy thì em chốt luôn cho chị yêu này. Là em hết sale 1X nha, còn lại là toàn 2X 57 cân đến 60 cân. 2X là 57 cân đến 60 cân cho em nhá. Đấy. Màu đen á, đây đợi em chút em mặc màu rêu này, đen. Đây là dáng dài nhá các chị nhá. Dáng dài hàng 402 nhá, màu đen đây này chị yêu ơi, màu đen đây. Đây hàng nó trần trong trần ngoài như thế này mà. 31 tuổi kể ra nó hơi già đấy em ạ. À, 31 tuổi kể ra hơi già đấy, nhưng mà em có thích thì chị chốt thôi, chứ 31 tuổi là già đấy nhá, em đừng có mặc. Thôi Thủy Tơ, Thủy Tiên ơi, hủy đơn đi nhá. Có nhá, à, Hằng ơi, Hằng có lấy không? Hằng bây giờ mới chốt à? Hằng hỏi cái gì ấy nhỉ? Em mua cho ai? 31 tuổi hủy đơn đi em ơi. Chị bán từ 40 tuổi trở lên thôi mà. Đây mặc lại rêu dáng ngắn đây còn đúng một cái nhá. Thủy Tiên Hoa ơi 31 tuổi thì già đấy. Hằng nữa, Hằng 30 tuổi. Ai mà gọi tớ là chị là không mặc được đâu nhá. Ai mà gọi tớ là em thì mới mặc được. Chứ gọi là chị thì là bị già đấy. Các em mà gọi chị là chị mà mua cái này thì là bị già đấy nhá. Đây siêu ngắn còn đúng một cái 50 cân đây. Còn đúng một cái 50 cân đây Hằng nhá. Hằng có lấy thì ok này. Thủy Tiên ơi em ok, hủy đi em ơi. Hủy đi nhá. Chị nói là chị bán cho 40 tuổi trở lên thôi. Thôi hủy nha em nhá. Mai vào hóng chị đi, 30 tuổi nhiều hàng lắm. Mai vào hóng chị nhá, có dáng dài cho 30 tuổi luôn. Hủy này. Ok em. Không về già quá mặc không được vậy trách chị thì chết. Ok. Đây các chị này rêu này. Rêu ngắn nha, còn duy nhất một cái 50 cân Hằng có ok thì chốt hộ chị luôn. Chị còn một rêu này và một cam. Một rêu một cam dành cho 50 cân nhá. Đấy, một rêu một cam dành cho 50 cân. Hàng 1X còn lại là toàn 2X từ 57 cân đến 60 cân thôi. Còn lại là toàn 2X thôi các chị nhá. Còn lại là toàn 2X thôi ạ. Thúy Hiền là hủy à? Thủy Tiên Hoa hủy. Chị vừa hủy của ai nhỉ? Thúy Tiên hủy hủy này. Thủy Tiên Hoa hủy này, ok. Ok luôn nhá. Áo đang mặc. Em ơi, mai em lại lên phao trẻ lúc mấy giờ chị học? Chị ơi, cứ tầm trưa trưa đi chị yêu nhá. Vừa hủy Thủy Tiên Hoa này. Áo đang mặc là hàng 380 nhá chị Hiền nhá. Chốt cho các chị từ 40 tuổi trở lên thôi nhá. Các chị để ý tuổi hộ em. Mấy bạn kia 30 tuổi vào bon chen là bị già đấy. 40 tuổi trở lên thôi. Đây màu rêu này. 1X, 2X và 3X nhá. À hết 3X rồi. Màu rêu này còn đến 60 cân thôi các tình yêu ạ. Màu rêu còn đến 60 cân thôi nhá. Hàng của chị chưa thấy hả em là sao? Sao bảo chiều gọi điện mà không thấy gọi thấy em? Đây chị ơi, em lại quên mất nhiều việc quá em quên mất. Bọc hàng của chị vẫn còn đây, em còn mai mai em sẽ hứa luôn đấy, mai em gọi lại cho chị luôn. Ok chị ngủ đi ạ. 37 tuổi mặc được mà chị. Chẳng qua là các bạn 30 tuổi hai mấy tuổi thì già thôi. Đây này em 34 tuổi em mặc cái này chị yêu này. 34 tuổi mặc đây. Đấy.
Mặc vừa lên thì nó không bị già, còn mặc mặc rộng như thế này thì nó bị già nhá. Mặc vừa lên không bị già đâu. Màu rêu, màu cam và màu đen các tình yêu nhá. Có đủ 3 màu luôn. Hàng ngắn là hàng 380, hàng dài là hàng 420. Các chị lấy hàng nào thì chốt màu cộng cân nặng cộng số điện thoại. Ok em không sao nhá. Có mua tặng mẹ không? Em có mua tặng mẹ không thì ủng hộ chị một cái đi. Mua tặng mẹ thì lại đẹp luôn đấy Thủy Tiên Hoa ơi. Mua tặng mẹ thì đẹp luôn chứ mua cho em thì lại hơi già thật. Em mua tặng mẹ đi, em mà 30 tuổi mẹ em chắc tầm 5-60 tuổi mặc đẹp. Em ơi chị cao 1m62 nặng 65 cân vai rất to. Phạm Thị Na ơi, cái này em hết size to rồi, em chỉ còn dáng dài thôi chị nhá. Em chỉ còn dáng dài sang 65 cân thôi chị yêu ơi. Chị Na có lấy có lấy dáng dài không thì em chốt cho chị. Chứ dáng ngắn là hết rồi. Chỉ còn dáng dài này size 65 cân thôi chị yêu nhá. Đây, em còn dáng dài đấy thôi này. Size 65 cân nhá. 68 cân không vừa đâu chị Thủy Đặng ơi. 68 cân không vừa đâu nhá. Dáng ngắn của em chỉ còn size đến 60 cân và dáng dài còn size đến 65 cân các tình yêu ạ. Dáng ngắn là 380 mà dáng dài là 420 nhá. Màu cam để da cho ấy. Màu cam đây. Dáng dài à? Em mặc dáng dài cho chị nhá. Mặc vừa luôn. Trấn Hương có lấy dáng ngắn hay dáng dài thì trước em. Dáng dài 420 mà dáng ngắn thì 380 nha. 53 cân mặc vừa cả ngắn cả dài luôn chị yêu nhá. Áo dài đằng sau á em ơi, chị có một cái thôi, đợi mai chị thử nhá. Dáng dài 55 cân có không chị? Chị có những màu nào? Có 55 cân nhưng mà gọi chị là chị thì không mặc được đâu em ơi. 40 tuổi trở lên đi, 40 tuổi trở lên nên chốt nha. Cùng lắm là 38 39 tuổi thì mặc được. Không nặng đâu, nó là phao lông vũ siêu nhẹ mà chị yêu ơi. Trần Hương áo xanh vừa mặc 53 cân đây, em còn đúng một cái. Em còn đúng một cái luôn. Em còn đúng một cái xanh rêu nhá chị Hương nhá. Cho tớ một áo dáng dài màu xanh rêu 65 cân. Ok chị mến nhá. Dáng dài màu xanh rêu 65 cân luôn. Cãi lời Nguyễn Thị Mến này. Hàng 420 chị yêu nhá. 65 cân nhá. Trần Hương ơi cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Cho tớ một áo xanh dáng dài màu xanh rêu 65 cân 0385 0385 em chốt cho chị Mến này. 0385 120850 120 này 850. Ok chị Mến nhá. Không có đâu em ơi. Trần Hương ok. 420k dáng dài và 380 dáng ngắn. Em chốt nốt cho Trần Hương cái này đi cho nó xong đi này. Chốt nốt cho Trần Hương này. Ship là 25k mà các chị yêu ơi. À quên, ship là 30k, em nhầm. Ship là 30k nhá. Trời ơi không free ship được đâu. Free ship thì làm sao mà bán được các chị ơi. Free ship thì áo này em phải bán em hơi 400. Em chưa, em đã gửi áo dạ cho chị đâu, vẫn còn đơn một bực của chị này. Mai em đổi cho chị nhá. Tại vì em đang chưa hỏi được cái hai áo kia. Chị Hương yên tâm, mai em gọi lại cho chị, em còn một bịch hàng của chị đây. Trần Hương này. Ba 80 nhá. Trần Hương nhá. 0904 0904 này. 0904 408184 408 này 184. Trang Dung ơi chị ở đâu? Trang Dung ơi chị ở đâu ạ? 0904
408 0904 này. 408184. Ok, Trần Hương nhá. Trang Dung ơi, chị ở đâu ạ? Chị ở đâu em xem là khoảng mấy ngày, nếu mà gần thì 2 3 ngày, còn xa thì khoảng 4 5 ngày chị nhá. Trần Hương ơi, em vừa chốt cho chị giá ngắn đây. Em vừa chốt cho chị giá ngắn đây. Hàng Việt Nam hay hàng Quảng Châu? Hàng Quảng Châu chị nhá, không có hàng Việt Nam đâu. Hàng công ty Quảng Châu luôn. Em vừa chốt cho chị Trần Hương giá ngắn đấy. Ở Tuyên Quang thì nhanh lắm, em ở Yên Bái mà chị. Tuyên Quang có khi 2 ngày là nhận được luôn nhá. Trần Hương ơi, em vừa chốt cho chị cái xanh rêu giá ngắn nhá. Đúng thì ok hộ em với ạ. Đúng thì ok hộ em với nhá. Hôm nọ mình đặt mua hai áo phao Quảng Châu 30k, nhưng giờ mình xem lại thấy thích áo phao lông vũ Quảng Châu 30k. Bên bạn có chuyện. Chị ơi, nếu mà chị đặt thêm thì được nhá chị nhá. Còn trường hợp nếu mà như thế thì em bán hàng khó lắm chị ạ. Các chị cứ đặt rồi nhận được hàng rồi xong lại thích lại đổi thì như thế suốt ngày đổi đi đổi lại thôi. Em chỉ hỗ trợ trường hợp các chị mà không vừa này, hàng bị lỗi hay gì thì em mới đổi thôi nhá. Hà Nội thì khoảng 2 hôm thôi. Chị yêu ạ, Hà Nội khoảng 2 hôm. Chị Phượng ơi, chị thông cảm. Chị Phương thông cảm giúp em nhá. Em không đổi được như thế đâu. Ví dụ hôm nay các chị đặt màu rêu này, khoảng một tuần sau các chị lại thích cái màu đã cỏ này, các chị lại bắt em đổi này. Xong đến khi các chị lại thích đổi màu khác thì không đổi như thế được. Thông cảm hộ em nhá. Bán hàng là em cũng phải có nguyên tắc của em đấy ạ. Cho mình một áo ngắn màu xanh rêu. Chị bao nhiêu cân chị Tình ơi? À hết áo ngắn rồi, không còn áo ngắn kiểu khác đâu. Chị Tình ơi, chị bao nhiêu cân? Các chị nhớ em chỉ chốt cho từ 39 40 tuổi trở lên nhá. Ok chị Phương ơi, thông cảm giúp em nhá. Sorry chị rất nhiều đấy, nếu mà trường hợp mà hàng lỗi hoặc là bị làm sao thì em còn đổi được, chứ mà bây giờ không thích thì chị thực sự là mong chị thông cảm cho em nhá. Chị Tình đúng không? Chị Tình hay gì đấy. Chị lấy một áo ngắn màu xanh rêu chị bao nhiêu cân ạ? Chị lấy một áo ngắn hàng 308 màu xanh rêu bao nhiêu cân để em chốt cho chị nhá. Em có xanh rêu em còn size 2XL thôi, Tình yêu ơi. Còn size 2XL thôi, chị thử cho em cân nặng xem lại chị có vừa em xem chị có vừa không. Đây, hàng 1X thì giá ngắn thì còn màu cam đất đấy nhá. 1X giá ngắn cam đất cho các chị từ 50 đến 55 cân nhá. 50 đến 55 cân mà cam đất cho em nhá. Đấy. Còn dáng dài em còn đủ màu nhá. Dáng à quên, 2X em còn đủ màu nhá. Dáng dài cũng còn đủ màu luôn. Chị Tình, chị lấy cho bao nhiêu cân để em chốt cho. Chị cho em cân nặng đi. 48 cân không vừa đâu chị yêu ơi, 48 cân không mặc vừa. Không mặc vừa xanh rêu đâu nhá. 48 cân thì hết rồi, em không còn xanh rêu đâu. Xanh rêu này ít nhất phải tầm 50 cân trở lên, mà bây giờ xanh rêu dáng ngắn em chỉ còn 5-7 cân thôi các chị ạ. Đấy, dáng dài đây, dáng dài đấy các chị nhá, dáng dài đây. Cho chị xem màu đất đấy đi. Đây, màu đây đây chị ơi. Hay chị lấy hai cái không? Nó giống nhau chị yêu ạ, nó giống nhau, rêu và cam đất nhá. Đều còn size 1X nhá. 50 đến 55 cân chị Hương mặc vừa luôn đấy ạ. Chị thích rêu hay cam đất? Đấy, còn hai cái. Đây này, đường trần bên trong này các chị ơi. Đường trần bên trong này. Đấy, trần trong đẹp thế này cơ mà. Áo chị mặc là 420k thôi nhá. Chốt cho 40 tuổi trở lên thôi. Còn nếu mà ai gọi tớ là chị thì đừng có mặc. Ai mà gọi tớ là chị thì đừng có mặc. Chốt cho 40 tuổi trở lên thôi. Còn các bạn mà 20-30 tuổi thì có thể mua tặng mẹ đi nhá. Đây này, nó có tháo mũ ra được này các chị ơi. Tháo mũ ra được nha. Tình yêu nào đặt thì vào đặt hộ em đi, xong là em nghỉ đây ạ. Mặc thử á. Mặc thử nốt cái màu cam này nhá. Anh chốt cái nào thì chốt giúp hộ em nhá, em đi nghỉ đây các Tình yêu ơi. Mệt quá rồi. Đây màu cam đất đây này. Không còn màu nào đâu chị yêu ơi, không còn màu nào cho 48 cân đâu nhá. 48 cân không mặc vừa đâu Tình yêu nhá. Đây màu cam đất đây. Màu cam đất đây này. Trời ơi, con trai ho quá. Đấy màu cam đất đây, Trần Hương thích màu nào, thích màu nào thì em đổi cho màu đấy nhá. Hoặc là lấy luôn cả hai cái đi chị yêu ơi, thích màu nào thì em đổi cho màu đấy nhá.
Chị ơi 48 cân, em 45 cân em mặc như thế này thì chị có mặc không? Nếu mà chị mặc thì em chốt cho nhá. Mặc 48 cân thì nó cũng không bị rộng quá đâu, chị tưởng tượng này, em 45 cân em mặc tay nó rộng như thế này. Chị hơn em 3 cân thì có thể mặc được đấy, nhưng mà hơi vẫn không đẹp bằng 50 cân trở lên chị ạ. Nếu thích thì em chốt cho chị nhá. Cam này em còn size cho các chị từ 50 cân đến 60 cân nhá. Đấy. Bên ngoài màu trầm hơn nhá, bên ngoài màu trầm hơn nhá các chị ơi. Cam đất đây này. Còn size 50 đến 60 cân riêng màu cam đất này, còn size 50 đến 60 cân luôn. Tình yêu nào lấy màu nào thì chốt hộ em nhá. Áo này chị còn màu này và màu rêu, màu đen. Quan trọng là em bao nhiêu cân ấy. Áo này là 380k nha Huệ ơi, 380k nha. Ai lấy thì chốt hộ em nhá, 40 tuổi trở lên nhá các chị ơi. Em chỉ chốt size cho 40 tuổi trở lên thôi. Màu cam đất này còn duy nhất một cái size bé này các chị này. Cho các chị 50 đến 55 cân nhá. Riêng màu cam đất này còn đúng một cái size bé luôn. Đấy, có ai thích cam đất không thì em chốt nha, xong là em đi nghỉ đây. Tình yêu nào lấy thì chốt hộ em rồi em đi nghỉ nhá. Có màu rêu dài nha Phạm Thủy ơi, em còn màu rêu dài mà tình yêu. Rêu dài còn đủ size luôn ấy. Định lấy hai cái á, thì lấy nốt cái này đi. Trần Hương ơi lấy nốt cái này đi. Nốt cái này đi chị ơi, còn đúng một cái này thôi. Em thử sang rêu dài nhá, em thử sang rêu dài cho chị nhá. Mặc được, chị 53 cân mặc thoải mái luôn. Chị yêu ạ, ngực to mặc đẹp, mặc được mà. Trời ơi, không sợ đâu, Hương ơi, chị Hương ơi không sợ đâu nhá. Mặc thoải mái luôn ấy. Đây, mặc thử rêu dài này. Hàng 420 nhá. Đấy, màu cam đấy còn đúng một cái. Màu cam đấy còn đúng một cái luôn chị Hương ạ. Một cái size của chị đấy, 50 đến 55 cân đấy. Chị 53 cân chị mặc đẹp luôn. Trời ơi màu rêu này 2X hay sao? 2XL này. 2XL này em mặc rộng này. Đây rêu, ai thích rêu dài em mặc rêu dài cho xem này. Tình yêu là thích rêu dài đây nhá. Có rêu dài. Ok, thank you chị nhá, lấy hai cái cho em luôn nhá. Em chốt luôn cho chị nốt cái này nha chị Hương nhá. Ok chị luôn. Thế là hết cái form nhỏ này. Bây giờ cái hàng ngắn em chỉ còn size từ 57 cân đến 60 cân nhá. Hàng ngắn chỉ còn từ 57 đến 57 cân đến 60 cân. Và em nói luôn là hàng Quảng Châu, bên Quảng Châu không còn cái này luôn. Xưởng của nó không còn cái này luôn các chị ạ. Lô này là lô có thể là lô cuối đấy. Nếu mà nó về thì cũng phải lâu lâu đấy. Nên là ai lấy thì chốt luôn đi. Ok thank you chị nhá. Chị cho em hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi chị ơi? Cho em hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ạ? À? Cái mông cái dơ này cho Trần Hương. Thôi ai lấy gì thì lấy, không là em cũng nghỉ đây ạ. À. Trần Hương còn đơn. Vâng, 43 tuổi thì mặc được rồi chị ạ. Em tưởng là như mấy bạn kia với toàn 30 tuổi ấy là em phải hủy đơn hết đấy chị ạ. 30 tuổi là em vừa phải hủy đơn một loạt luôn đấy. Các bạn ấy không để ý, em nói luôn rồi là em chỉ chốt cho từ 40 tuổi trở lên thôi. Nhưng mà tại các bạn không để ý ấy. Các bạn ấy thấy mặc đẹp các bạn cứ vào chốt thôi. Thế nhưng mà mình phải hỏi lúc hỏi lại thì mình không đâu. Áo phao là 420k. Đẹp mà rẻ thật, đẹp mà chị Hoa nhờ. Đẹp đấy, đẹp mà rẻ lắm. Hàng vông vũ mà hàng siêu nhẹ làm gì có cái giá 300-400 nghìn như thế này.
ít nhất phải tiền triệu luôn đấy, em thề luôn đấy. Những cái này mà mua ở ngoài phải 800-900 tiền triệu luôn. Đồng Xuân còn bảo là bọn em bán rẻ nữa là. Nha, ai lấy cái nào thì chốt luôn của em nha. 68 cân thì không vừa đâu chị Hương ơi, 68 cân không vừa đâu. Trời ơi thế à? Bạn chị nhá, cái màu mà chị Hương lấy kìa, bạn chị năm ngoái còn mua hạ 900k cơ. 900k hàng lông vũ mà đơn giản như thế, giống hệt luôn. Đấy. Các chị lấy lại của em 400 các chị về bán 5-600 là đúng rồi chị Hòa ạ. Áo dài có rêu đen và cam đất nhá chị yêu nhá. Rêu đen và cam đất luôn, có đủ các màu luôn nhá. Lấy cái ngắn cái đi chị ạ, lấy cái ngắn đi ạ. Lấy hai cái ngắn đi, với lại cái này nó hơi to hơn đấy chị ạ, nó hơi to hơn. 53 cân thì cũng mặc vừa thôi, nhưng mà mặc ngắn đây, thấp thì mặc ngắn đi chị ạ. Thôi các tình yêu ơi, còn tình yêu nào chốt thì không em vào em nghỉ đây nha. Muộn rồi, các chị ơi đi ngủ đi. Muộn rồi đi ngủ đi ạ. Em ơi 45 cân không vừa đâu, Đạt ơi 45 cân không vừa đâu. Chị hết size 45 cân rồi mà không có size 45 cân luôn ấy. Cái áo này á, ít nhất phải tầm 50 cân mặc mới đặt được nha em nhá. Mẹ em mà 45 cân thì không mặc được rồi. 45 cân rộng lắm em ạ. Thường là trung tuổi ấy, ít cái nào mà 45 cân lắm. Ít nhất cũng phải tầm 50 cân trở lên. Các chị nha, tình yêu đẹp mặt thì vào lốt đi. 420k một cái ạ. 420k một cái dáng dài như em và dáng ngắn là 308 nhá. Dáng ngắn là 308 nhá. Em hết rồi chị ơi, không còn kiểu nào dáng ngắn đâu ạ. Có mỗi kiểu này dáng ngắn thôi. Rồi, bye bye các chị nha. Em đi ngủ đây. 12 giờ kém rồi các tình yêu ơi. 12 giờ kém rồi đấy. Ngắn có size 53 cân không chị? Cho em áo ngắn 1k. Hết rồi, em ơi hết size 53 cân rồi. Phạm Thúy ơi, chị lấy một cái màu rêu dáng dài, chị lấy cho bao nhiêu cân ạ? Để em chốt cho chị nhá, Phạm Thúy nhá. Em chốt cho chị nhá. Màu rêu dáng dài chị lấy cho bao nhiêu cân để em chốt xong cho chị là em nghỉ liver đây, hẹn các chị trong các liver tiếp theo nhá. Dáng dài cho 58 cân có màu đen, màu rêu và màu cam đất luôn, có đủ 3 màu luôn nhá các chị nhá. 58 cân có rêu, cam đen và cam đất luôn nhá. Phạm Thúy ơi, màu rêu dài chị lấy cho bao nhiêu cân? 54 cân, ok chị cho em xin số điện thoại với ạ. Ok chị mặc 1X nha. Tình yêu ơi, chị mặc 1X cho em nha. 54 cân chị mặc 1X cho em. Đấy. Phạm Thủy chốt cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Chốt cho em xin số điện thoại đi màu tê nhá. Chị nhé, cho em xin số điện thoại đi chị ơi. 50 cân màu rêu màu kích luôn. Ok em chốt cho Phạm Thủy này. Em ơi 0912 này. 686319 686319
0912686319. Ok, Phạm Thủy này. Đấy, ai lấy thì chốt luôn ạ. Cho mình xem dáng dài màu rêu với bạn. Bao nhiêu bạn? 420k. Dáng dài màu rêu đây chị ơi. Em đang mặc là màu rêu nhá. 420k nhá. Nó là dáng dài luôn. Cho các chị từ 50 cân đến tận 65 cân luôn các chị ạ. 50 cân đến tận 65 cân luôn. Trời ơi, cân nặng của nó là từ 50 đến 65 cân. Đấy, ai lấy thì chốt luôn của em nhá. Xong là chúng mình đi ngủ đi các chị ơi. 12 giờ rồi. 12 giờ rồi nhá. Dạ, Hà Thúy Huynh ơi, 58 cân vừa nhá. Màu rêu 58 cân vừa. Ngắn thì em chỉ còn size cho các chị từ 57 cân đến 60 cân thôi. 420k Hoàng Thu Trang ạ. Ngắn là 308, còn rêu đen và cam. Ngắn còn rêu đen và cam, nhưng còn size từ 57 cân đến 60 cân thôi nhá. Còi chị còi nhá. Em không còn size bé mà cũng không còn size to luôn. Còn size chung nhất là từ bộ 57 cân đến 60 cân. Nào, chị yêu nào nhanh tay đặt luôn đi để em đi ngủ đây ạ. Có chị yêu nào lấy thì chốt luôn của em nha. Xong là em nghỉ đây. Bye bye các chị nha. Hẹn các chị tầm sáng mai 9 giờ sáng mai 1 giờ 30 và 8 giờ. Nhà em like các khung giờ này. Like các khung giờ sau nhá. 8 giờ này, 9 giờ này, 1 giờ 30 này và 8 giờ tối các chị ạ. Các chị nhớ ấn theo dõi liver thì ấn nick Phương Tiến để xem các liver tiếp theo nhá. Ai lấy được không thì để chốt thì em nghỉ đây ạ. Hà Thúy Huynh có lấy không này? Còi Vũ có lấy không ạ? Đấy. Em báo giá rồi nhá. Ai lấy thì ok. Chốt cho em đi nghỉ đây. Bye bye các chị nha. Chúc các chị ngủ ngon nha. Áo ở hôm em là sao? Có áo gì chị ơi? Chị Trang ơi, chị Trang hỏi áo gì ạ? Chị Trang hỏi áo gì chị Trang ơi? Hôm nào có ngắn size 53 cân thì để cho chị. Ok chị yêu nhá, hôm nào có ngắn size 53 cân em để cho chị luôn. Mà chị, nếu chị có lấy thì chị cho em xin số điện thoại. Mai cái đơn kia mà không ai gọi được thì em chốt cho chị nhá. Chị inbox cho em đi, mai mà có đơn nào mà không gọi được thì em để cho chị luôn. Bây giờ thì em đi ngủ đây. Bye bye cả nhà nhá.